Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 179. Sở Lăng Tiêu giờ phút này vậy mà còn băn khoăn bản thân cùng hắn cửu hận, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không giận. Hiện tại, cửu U Ma Toan rõ ràng là miệng cọp gan thỏ, chỉ cần bọn họ 6 người hợp lực đánh giết hắn đạo này tàn niệm, hắn bản tôn muốn phá phong mà ra, cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Chí ít, trong thời gian ngắn hắn là tuyệt đối không thể nào làm được. Sở Lăng Tiêu nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra xoắn suýt cùng vẻ phức tạp. Ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi, nhìn thấy ngươi hai đứa con trai sao? Tiêu Phàm lại cho Sở Lăng Tiêu đến một tề thuốc trợ tim. Mặc dù hắn cũng rất hận Sở Lăng Tiêu, thậm chí hận không thể hắn lập tức chết ở chỗ này, có từng trải qua ân oán, Tiêu Phàm tạm thời nguyện ý để ở một bên. Dù sao, Sở Lăng Tiêu cũng chết qua một lần người, đại bộ phận thù đều đã coi như là hóa giải. Bây giờ khỏi cần phải nói, chính là xem ở Sở Vân Bắc phân thượng, Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếp tục giết hắn. Dù cho muốn giết, hắn cũng sẽ quang minh chính đại giết, mà sẽ không là hiện tại. Sở Lăng Tiêu nghe nói như thế, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, khẽ cắn môi xông tới. Hắn mặc dù là đoạt xá Thiên Uyên quỷ chủ linh hồn chi thể, có thể trải qua hơn thời gian ngàn năm, hắn đã triệt để nắm trong tay Thiên Uyên quỷ chủ lực lượng. Một bạo phát xuống, màn sáng kia lực lượng lập tức tăng cường không ít. Cút ngay cho ta, cửu U Ma Toan phát cuồng. Sự tình cùng hắn tưởng tượng khác biệt, nguyên bản hắn cho rằng chỉ có Túy Ông, Long Vũ, Thần Phong Minh Vương ba người lấy được cửu U Linh Thân thời khắc, đều được phong ấn lực lượng. Băng Thiền Cung chủ chỉ là vừa mới đột phá thánh tôn cảnh, khẳng định không có đạt được phong ấn chi lực. Nhưng vừa rồi Băng Thiền Cung chủ xuất thủ, vậy mà ẩn chứa phong ấn chi lực. Bây giờ một khi Sở Lăng Tiêu xuất thủ, năm người kia tề tựu, gia cố phong ấn chi lực, nó liền thật không có hy vọng quá lớn. Túy Ông bọn họ há lại sẽ để cửu U Ma Toan tọa nguyện đây, bọn họ gắt gao áp chế cửu U Ma Toan, không cho hắn xông phá phong ấn cơ hội. Ha ha, chỉ có 4 người sao? Nhưng mà, làm Sở Lăng Tiêu xuất thủ thời khắc, cửu U Ma Toan đột nhiên tùy tiện cười ha hả, cười 10 điểm điên cuồng. Tiêu Phàm đám người cau mày. Bởi vì, Sở Lăng Tiêu tăng cường chỉ có lực lượng, phong ấn chi lực lại không có bất kỳ biến hóa nào. Băng Thiền Cung chủ đều được ngũ thải tế đàn phong ấn chi lực, vì sao Sở Lăng Tiêu không có đạt được? Giờ phút này, bọn họ làm sao vẫn không rõ, Sở Lăng Tiêu mới không phải cửu U Ma Toan trong miệng thiên số chiếu cố người. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Phàm liền bình thường trở lại. Băng Thiền Cung chủ cũng không phải là vừa mới đột phá thánh tôn cảnh. Hắn sớm tại chia ra linh hồn phân thân thời khắc, liền đã đạt đến cảnh giới này. Chỉ là hắn linh hồn bản tôn bị băng thải vân cướp đi mà thôi, lúc này mới kéo tới hiện tại. Trái lại Sở Lăng Tiêu, hắn lúc trước chỉ là đoạt xá Thiên Uyên quỷ chủ linh hồn chi thể, bởi vậy trở thành thánh tôn cảnh cường giả, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng khả năng là chân chính thiên quyến chi nhân. Như cửu U Ma Toan nói tới, bọn họ thực chỉ có 4 người. Phàm Nhi, người mới là người thứ 5. Lúc này, Túy Ông đột nhiên hét lớn, trong đầu hắn bỗng nhớ tới cửu U Ma Toan trước đó thoại ngữ. Ta sao? Tiêu Phàm sững sờ, hắn không phải thiên đố chi nhân sao? Rất nhanh, Tiêu Phàm liền lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Hắn đúng là thiên đố chi nhân, có thể đó là ở Thái Cổ Thần Giới, cửu U Địa Ngục chính là cửu U Ma chủ thế giới. Hắn có lẽ thực sự là giới này thiên quyến chi nhân cũng khó nói. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, đình chỉ công kích cửu U Ma Toan, mà là thối lui đến Sở Lăng Tiêu bên người, cuồn cuộn linh hồn chi lực mãnh liệt cuộn trào ra. Nhưng mà, màn sáng lực lượng dĩ nhiên tăng vọt, có thể phong ấn chi lực cũng không hề biến hóa. Tiểu tử, người quả nhiên không gạt ta, người cũng không phải người thứ 5. Cửu U Ma Toan thấy thế, lần nữa cười ha hả. Các ngươi là ngăn không được ta. Không nên dùng lực lượng linh hồn, thi triển nguyên lực. Túy Ông lại kêu lên. Nguyên lực, ngươi không phát hiện hắn chỉ là một bộ linh hồn phân thân khống chế thần điêu mà thôi sao, ở đâu ra nguyên lực. Cửu U Ma Toan khinh thường. Giới này thiên quyến chi nhân, đều phải giới này thiên số chiếu cố, một khi có được nhục thân, liền có thể linh nhục hợp nhất, điều động nguyên lực. Mà phong ấn chi lực, liền ẩn chứa ở nguyên lực. Nếu như những người khác,
có lẽ thật vẫn không cách nào điều động nguyên lực, có thể Tiêu Phàm, cho dù không có nhục thân, cũng có thể tùy tiện điều động. Phải biết, hắn linh hồn chi thể bên trong, thế nhưng là ẩn chứa thời không nguyên tuyền cùng tu la nguyên tuyền, nguyên lực tự nhiên cuồn cuộn không dứt. Sau một khắc, cửu U Ma Toan liền không cười nổi. Bởi vì theo Tiêu Phàm nguyên lực tràn vào, phòng ấn chi lực vậy mà mạnh không ít. Làm sao sẽ, ngươi làm sao biết có được nguyên lực? Cửu U Ma Toan kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Không chỉ hắn kinh ngạc, ngay cả những người khác cũng kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm không phải linh hồn chi thể sao, làm sao có thể điều động nguyên lực? Không đúng, coi như ngươi có thể điều động nguyên lực, có thể phòng ấn chi lực chỉ có thể ở trong cửu U linh thân. Cửu U Ma Toan mắt lộ ra vẻ hung ác. Những năm gần đây, cửu U Ma Toan từ rất nhiều phương diện hiểu qua phong ấn chi lực, hắn chiếm được một cái kết luận, kia liền là chỉ có lấy được cửu U linh thân thiên quyến chi nhân, mới được cái kia phong ấn chi lực. Nói một cách khác, chính là chỉ có thiên quyến chi nhân, mới có thể thi triển phong ấn chi lực. Tiêu Phàm có lẽ là thiên quyến chi nhân, nhưng hắn căn bản không có lấy được cửu U linh thân A, lại làm sao có thể điều động phong ấn chi lực đây? Phong ấn chi lực xác thực chỉ ở trong cửu U linh thân, cần phải điều động cỗ này lực lượng, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định là có thể. Túy ông mở miệng, trên mặt lo lắng biến mất không ít. Cửu U Ma Toan giận lộ hung quang, kết quả này, hắn cũng đã đoán được. Nhìn xem màn sáng kia càng ngày càng sáng chói, phong ấn chi lực càng ngày càng mạnh, trong mắt của nó bên trong hiện lên nồng nặc không cam lòng. Mấy chục vạn năm mưu tính, một buổi tan thành bọt nước. Cái này khiến nó làm sao tiếp nhận? Thực nghĩ đến đám các ngươi thắng sao? Cửu U Ma Toan nhe răng cười một tiếng, ngay sau đó ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, ngũ thải tế đàn phía dưới ma khí phiên trào càng thêm lợi hại. Chỉ một lát sau thời gian, vô tận ma khí liền tràn ngập mảnh không gian này. Ở Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên trong, những người khác con ngươi đột nhiên biến thành hắc sắc, sắc mặt càng là cực kỳ hung ác. Chỉ có số ít còn đang không ngừng giãy giụa, cho dù là Lô Chiến, con người cũng chậm chậm trở nên đen kịt lên, chỉ là hắn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, hiển nhiên đang đối kháng với cỗ lực lượng kia. Cẩn thận, bọn họ bị khống chế. Túy ông sắc mặt đại biến. Hô hô, lúc này, tốt mấy bóng người hướng về bọn họ đánh giết mà đến, tựa như hoàn toàn quên đi bản thân. Sở Lăng Tiêu, Long Vũ, Băng Thiền Cung Chủ cùng Thần Phong Minh Vương tất cả đều biến sắc. Bọn họ giờ phút này thao túng trận pháp, cũng không thể rãnh tay để ngăn cản những người này công kích. Mà một khi từ bỏ phong ấn cửu U Ma Toan cũng tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Các ngươi tiếp tục phong ấn hắn, ta tới đối phó bọn hắn. Tiêu Phàm cực kỳ quyết đoán, chỉ thấy phân thân thái cổ bên trong bỗng tràn ngập ra một đạo linh hồn phân thân, cùng Sở Lăng Tiêu cùng nhau điều khiển phong ấn màn sáng. Mà hắn linh hồn bản tôn. Lại là khống chế thái cổ phân thân, hướng về những người kia nộ sát đi, linh hồn phân liệt năng lực. Cửu U Ma Toan giật mình, ngay sau đó lại lộ ra vẻ đăm chiêu, linh hồn phân liệt lại như thế nào, một mình ngươi có thể đối phó được nhiều như vậy sao? Phốc phốc, Tiêu Phàm một đao chém giết một cái bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ, lấy hắn thực lực bây giờ mà nói, trừ bỏ thánh tôn cảnh cường giả bên ngoài, bán bộ thánh tôn cảnh đã không có bất cứ uy hiếp gì. Trước đó hắn đánh giá một chút, tới chỗ này bán bộ thánh tôn cảnh cường giả có chừng 50, 60 người. Lấy hắn tốc độ, chém giết cái này 50, 60 người cũng hẳn là không cần thời gian quá dài. Túy ông bọn họ mặc dù dốc hết toàn lực áp chế cửu U Ma Toan, có thể ngăn cản mấy cái bán bộ thánh tôn cảnh có lẽ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, trừ những thứ này ra bán bộ thánh tôn cảnh bên ngoài, còn có 5 cái thánh tôn cảnh A. Cho dù là hắn, chém giết một cái thánh tôn cảnh, cũng là cần thời gian không ngắn, hơn nữa còn chưa chắc có thể giết được. Nếu là có 2 cái thánh tôn cảnh cường giả ứng phó hắn, dù cho Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thái cổ phân thân thực lực rất mạnh, có thể có mạnh hơn, cũng không phải chân chính thánh tôn cảnh. Làm sao bây giờ, Tiêu Phàm trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, trong tay cũng không ngừng xuất thủ, nguyên một đám bán bộ thánh tôn cảnh. Giống như chém dưa chặt rau một dạng bị hắn giết chết. Nhưng đã có 3 cái thánh tôn cảnh xông về Túy Ông, Băng Thiền Cung Chủ cùng Thần Phong Minh Vương. Tiêu Phàm muốn qua hỗ trợ, lại bị mặt khác 2 cái thánh tôn cảnh vây công, căn bản thoát thân không ra.
mắt thấy Túy Ông bọn họ sắp bị ba cái thánh tôn cảnh đánh giết, hắn tâm khẩn trương tới cực điểm. Sau một khắc, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, băng thiền cung chủ thân thể bỗng một phân thành hai, lưu lại một bộ phân thân thôi động phong ấn màn sáng, một bộ khác phân thân lại là đánh về phía cái kia nổi điên thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm lúc này mới nhớ lại, băng thiền cung chủ cũng là có được một bộ linh hồn phân thân. Thế nhưng là, Túy Ông cùng thần phong minh vương đây. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Túy Ông trên người lúc, lại là chẳng biết lúc nào, một bóng người xuất hiện ở Túy Ông bên người, một kiếm chém về phía cái kia thánh tôn cảnh cường giả. Lô Chiến tiền bối, Tiêu Phàm trong mắt vui vẻ, Lô Chiến vậy mà tránh thoát cửu u ma toàn khống chế, có thể nghĩ ý chí của hắn khủng bố. Phải biết, cho dù là năm cái kia thánh tôn cảnh cường giả, đều rất đơn giản bị cửu u ma toàn khống chế a. Lô Chiến khí tức vẫn chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh mà thôi, nhưng cố chặn lại cửu u ma toàn áp chế, hai người so sánh rõ ràng. Nhất là nhìn thấy Lô Chiến một kiếm chảm lui một cái thánh tôn cảnh lúc, Tiêu Phàm trên mặt càng là kinh ngạc hết sức, trong đầu hắn không tự chủ được cảm nghĩ trong đầu lên Lô Chiến năm đó dạy cho hắn cái kia bốn kiếm. Dù cho đi qua thời gian dài như vậy, Lô Chiến vẫn là Lô Chiến, ngạo khí trùng thiên, bá khí vô biên. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm, nếu như không người chống đối thẳng hướng thần phong minh vương thánh tôn cảnh, một khi thần phong minh vương tử vong, bọn họ tất cả cố gắng cũng là uổng phí. Giết, mắt thấy cái kia thánh tôn cảnh công kích sắp rơi vào thần phong minh vương trên người thời khắc, hai tiếng hét giận dữ không hẹn mà cùng vang lên, đem cái kia thánh tôn cảnh sát phạt chi lực xua tan. Khi thấy rõ hai đạo thân ảnh kia thời khắc, Tiêu Phàm không khỏi trợn to hai mắt, đầu trâu mặt ngựa. Không sai, hai người kia không phải người khác, chính là đầu trâu mặt ngựa. Một mực tham sống sợ chết đầu trâu mặt ngựa, giờ phút này vậy mà chặn lại thánh tôn cảnh cường giả bước chân. Không đúng, bọn họ khí tức trên thân. Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, nói thánh tôn cảnh. Đầu trâu mặt ngựa vậy mà đột phá thánh tôn cảnh. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều cảm thấy cảnh giới của mình đột phá xem như mau, nhưng bây giờ cùng đầu trâu mặt ngựa so sánh, hắn thiên phú đều lộ ra mà có chút ảm đạm phai mờ. Hai người này là thế nào đột phá? Vừa rồi bọn họ còn không phải bán bộ thánh tôn cảnh sao, tốc độ đột phá này cũng quá nhanh a. Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ đến, đầu trâu mặt ngựa vậy mà lại lực lượng mới xuất hiện, ở lúc mấu chốt giúp bản thân một chút sức lực. Đương nhiên cái này còn không phải Tiêu Phàm kinh hãi nhất là, đầu trâu mặt ngựa vậy mà không nhận cửu u ma toàn khống chế. Hai người này có thể là có tiếng tham sống sợ chết a, ý chí lực yếu đáng thương, sao không thụ cửu u ma toàn ảnh hưởng đây? Oanh, Tiêu Phàm thất thần thời khắc, bị đối diện hai cái thánh tôn cảnh đẩy lui, chỉ cảm thấy linh hồn một trận chấn động, hắn vội vàng ổn định thân hình, dư quang lại là vừa lúc rơi vào hắc hổ quỷ vương cùng Như Hy trên người. Đầu trâu mặt ngựa không có bị khống chế đã để Tiêu Phàm rất kinh ngạc, có thể Như Hy cùng hắc hổ quỷ vương cũng một bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mà lại còn đang chú ý bốn phía chiến đấu. Khi hắn nhìn thấy trên người chán phong óng ánh quang huy Như Hy trên người lúc, Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Luân hồi tiên thể, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run, hắn 10 điểm chắc chắn, cửu u ma toan sở dĩ không thể khống chế bọn họ, tuyệt đối là Như Hy luân hồi tiên thể làm ra tác dụng. Hơn nữa, liền khoảng cách nàng tương đối gần hắc hổ quỷ vương cùng đầu trâu mặt ngựa cũng không có thụ ảnh hưởng. Trước kia một lần xem thường chín đại cổ thể Tiêu Phàm, giờ phút này mới phát hiện, chín đại cổ thể có vẻ như cũng không có như vậy không chịu nổi. Trước giải quyết các ngươi lại nói, nhìn thấy ba cái kia thánh tôn cảnh bị ngăn cản, Tiêu Phàm cũng tập trung ý chí, sát tâm nổi lên. Ngăn cản hắn hai cái này mặc dù bất quá là hạ phẩm thánh tôn mà thôi, vốn lấy hắn thực lực. Muốn chém giết hai người bọn họ, cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Dù sao, một người trong đó, thế nhưng là thiên diện nhân vương, đây chính là có thể cùng trung phẩm thánh tôn giao phong nhân vật. Chỉ là, tiếp xuống cửu u ma toan một câu, lại là để Tiêu Phàm biến sắc lại biến. Tiểu tử, người thực nghĩ đến đám các ngươi thắng, đây chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Cửu u ma toan khí thức càng ngày càng yếu. Bất quá hắn bản thân lại càng ngày càng bình tĩnh. Nói xong, nó đột nhiên há mồm phun một cái, từng đạo lưu quang bắn ra, xông phá trói buộc màn sáng, sáp nhập vào ma khí. Ngay sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi,
mấy đạo kia lưu quang đột nhiên ngưng tụ thành lần lượt từng bóng người. Mỗi một bóng người đều tản ra thánh tôn cảnh khí thế, Tiêu Phàm bọn họ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lại có 12 cái. 12 cái thánh tôn cảnh, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, bây giờ đối mặt 5 cái, liền đã không sai biệt lắm là cực hạn của bọn hắn. Hiện tại lại tăng thêm 12 cái này khiến bọn họ làm sao ứng đối. Một lần này tiến vào cửu u địa ngục tất cả thánh tôn cảnh, đều bị ngươi giết, hơn nữa còn cướp đi bọn họ chân linh. Túy ông vừa giận vừa sợ hướng về cửu u ma toan. Muốn cửu u linh thân, không chiếm được, liền phải bỏ ra cái giá xứng đáng, không phải sao. Cửu u ma toan cười lạnh, thân hình của nó càng ngày càng nhỏ. Từ phía trước mấy chục gần trăm trượng độ cao, biến thành chừng 20 trượng, mà lại còn đang không ngừng thu nhỏ. Thân thể của nó, càng là sáp nhập vào rách nát ngũ thải tế đàn. Ai cũng không có phát hiện, ngũ thải tế đàn phía trên khe hở vẫn như cũ còn đang khuếch tán, càng ngày càng nhiều, tựa như tùy thời đều có nổ lên khả năng. Giết bọn hắn, cửu u ma toan nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm dữ tợn răng nanh. 12 tôn thánh tôn cảnh, để Tiêu Phàm bọn họ áp lực tăng gấp bội, bọn họ cũng không khỏi không phục khí cửu u ma toan, cái này lão quái vật. Vậy mà làm nhiều như vậy chuẩn bị, hơn nữa một vòng bộ vòng này. Lần này nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nó sợ là thật muốn phá phong mà ra. Tiêu Phàm đối mặt hai cái thánh tôn cảnh, đã coi như là cực hạn, nếu như lại đến hai cái, hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ, dù sao, vây khốn cùng chém giết căn bản không phải một chuyện, nếu như vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng cái này lực lượng. Tiêu Phàm âm thầm cô, tay trái lại là nắm một mai khô lâu lệnh bài. Tiêu Phàm cũng không biết cái này khô lâu lệnh bài để làm gì, nhưng dù gì cũng là cửu u ma chủ cho hắn đổ vật, cũng không thể một chút tác dụng đều không có. Hơn nữa, địa ngục chi chủ trước kia cũng thông báo qua hắn, nếu là ở cửu u ma cốc gặp gỡ nguy hiểm tính mệnh sự tình, vậy chỉ dùng linh hồn chi lực thôi động khô lâu lệnh bài. Giờ phút này, mặc dù còn chưa tới nguy hiểm tính mạng hắn thời điểm, nhưng hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem túy ông bọn họ chết. 5 cái thánh tôn cảnh liền để bọn họ mệt mỏi ứng phó rồi, hiện tại lại tăng thêm 12 cái, dù cho Tiêu Phàm, cũng có chút tuyệt vọng. Nếu chính hắn đột phá đến dạng này cảnh giới, có lẽ còn sẽ không e ngại, nhưng hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là thao túng một bộ thần điêu mà thôi. Thái cổ lại làm sao cường đại, cũng không khả năng là nhiều như vậy thánh tôn cảnh đối thủ. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy 3 cái thánh tôn cảnh cường giả vây công túy ông chống đối không kịp, trong đó một cái thánh tôn cảnh cường giả một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Túy ông linh hồn chi thể mãnh liệt chấn động một cái, thiếu chút nữa thì muốn nổ lên một dạng. Đi ra, Long Vũ phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi, nàng cũng bị 3 cái thánh tôn cảnh vây công. Thân thể đã nhiều chỗ thụ thương, tùy thời đều có thể tử vong. Băng Thiền cung chủ cũng tốt đến không đến đâu, bọn họ chỉ có 5 cái thánh tôn cảnh, tăng thêm Tiêu Phàm, cũng vẻn vẹn 6 cái thánh tôn cảnh chiến lực. Chủ yếu nhất là, bọn họ 5 cái chân chính thánh tôn cảnh, còn phải chủ trì phong ấn kết giới, chân áp cửu u ma toan. Hiện tại tổng cộng có 17 cái thánh tôn cảnh công kích, bọn họ có thể không bị miểu sát, đã coi là không tệ. Chết hết cho ta a, người nào ngăn ta, giết không tha. Cửu u ma toan tùy tiện cười lớn, lạnh như băng nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, cho ta hảo hảo chào hỏi ở nơi này tiểu tử, tốt nhất đừng hắn dễ dàng như vậy liền chết. Túy ông bọn họ 5 người bị công kích, Tiêu Phàm linh hồn phân thân cũng bị thương nặng, phong ấn màn sáng rung động không thôi, tựa như tùy thời có thể phá mở một dạng. Nói xong, lại có 5 cái thánh tôn cảnh hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Tổng cộng 7 cái thánh tôn cảnh cường giả vây công hắn. Tiêu Phàm liên tục bại lui, cũng may hắn có linh hồn miễn dịch năng lực ở trong này phát huy ra cực lớn hiệu quả, bằng không mà nói, những linh hồn này thân thể công kích linh hồn, liền có thể trong nháy mắt ma diệt hắn linh hồn. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm cũng cảm giác đầu giống như vô số con kiến gặm ăn, đau tê tâm liệt phế. Hiển nhiên, hắn linh hồn miễn dịch năng lực, đã vượt qua cơ hồ vượt qua cực hạn của hắn. Hắn giống như bị điên, tóc tai bù xù, trong tay vô tận chi nhận lung tung chém giết, từng ấy năm tới nay như vậy, đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất trong chiến đấu mất khống chế.
Thật sự là loại này công kích linh hồn thật là đáng sợ, nếu như một hai cái thánh tôn cảnh, hắn căn bản sẽ không e ngại, có thể bảy cái thánh tôn cảnh, hoàn toàn nghiền ép hắn. Phải thất bại sao? Tiêu Phàm con người trở nên đỏ tươi hết sức, giống như một đầu dã thú khát máu, hết sức cuồng bạo sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Loại kia áp lực vẫn còn tiếp tục, hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tùy thời đều chuẩn bị thôi động trong tay trái khô lâu lệnh bài. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lại mạnh mẽ nhịn xuống. Thôi động khô lâu lệnh bài, dĩ nhiên khả năng nhường hắn trốn qua một kiếp, có thể túy ông cùng Long Vũ bọn họ đâu. Vạn nhất cứu không được bọn hắn, vậy mình há không phải là trở thành đào binh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cắn chặt răng, cầm trong tay khô lâu lệnh bài thu vào. Hắn Tiêu Phàm có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể đủ làm đào binh. Chỉ có chết trận Tiêu Phàm, không có bỏ qua thân bằng hảo hữu trốn chạy Tiêu Phàm. Trước kia là vậy, về sau cũng là. Đột nhiên, Tiêu Phàm thu hồi vô tận chi nhận, thay vào đó là một chuôi hiện ra kim sắc quang mang tím trường kiếm màu đỏ ngòm. Hô hô, làm tu la kiếm xuất hiện một sát na kia, vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ mà ra, lôi xé mảnh không gian này, hóa thành một mảnh to lớn kiếm kết giới, đem bảy đại thánh tôn cảnh cường giả công kích chống đối bên ngoài. Tiêu Phàm không sử dụng tu la kiếm, cũng không phải là tu la kiếm không đủ mạnh, mà là tu la kiếm quá mạnh. Hắn nghĩ ma luyện bản thân, cũng muốn ma luyện kim cốt đế, lúc này mới một mực sử dụng vô tận chi nhận. Nhưng là bây giờ, hắn và vô tận chi nhận đã có không đến ngăn cơn sóng giữ tác dụng, chỉ có tu la kiếm còn có thể đánh cược một lần. Giống gần như đồng thời, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, linh hồn chi thể thoát ly phân thân thái cổ, hắn quanh thân cũng toát ra cuồn cuộn ma khí. Đồng thời, Tiêu Phàm linh hồn chi thể cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, huyễn hóa thành một tôn cao trăm trượng ma ảnh, trong tay tu la kiếm cũng thay đổi thành dài trăm trượng. Một cỗ phách tuyệt thiên địa khí tức từ trên người hắn nở rộ mà ra, tới gần hắn bảy cái thánh tôn cảnh tu sĩ bị cỗ lực lượng kia tất cả đều chấn động bay ra ngoài. Thời khắc này Tiêu Phàm, hóa thân thành một tôn tu la, con người đỏ tươi như máu, dường như có một đầu huyết minh trong sông uẩn trong đó, hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có giết chóc cùng huyết tinh. Tu la tổ ma, cửu u ma toan nhìn thấy Tiêu Phàm biến thành ma ảnh, con người bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu, vậy mà hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Túy ông bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm trạng thái, cũng tất cả đều dọa cho phát sợ. So với cửu u ma toan, Tiêu Phàm mới thật sự là ma đầu, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dưới tình huống bình thường, Tiêu Phàm cũng không muốn hóa thân tổ ma, mặc dù hắn đã luyện hóa thể nội tu la ma ảnh, nhưng trở thành loại trạng thái này về sau, hắn có khả năng sẽ đánh mất bản thân. Có một số việc, hắn rõ ràng không muốn làm, nhưng không thể không đi làm, tựa như một loại bản năng một dạng. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm vì đánh giết mười mấy cái thánh tôn cảnh cường giả, không thể không làm như vậy. Ý thức của hắn chậm rãi phong bế, khí tức trên thân cũng càng ngày càng cuồng bạo. Chỉ thấy hắn giơ lên trong tay tu la kiếm, tức giận chém một cái mà ra, cản ở trước mặt hắn bảy cái thánh tôn cảnh cường giả, không có lực phản kháng chút nào, toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Ngay sau đó, vô cùng vô tận kiếm khí đâm xuyên thân thể của bọn hắn, đem bọn họ linh hồn chi lực xoắn nát thành linh hồn năng lượng. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem tất cả linh hồn năng lượng nuốt xuống. Nhưng mà, cái này tựa như cũng không có thỏa mãn Tiêu Phàm khẩu vị, chỉ thấy hắn bước ra một bước, tu la kiếm lần nữa nổi giận chém mà ra, tới gần hắn mấy cái kia thánh tôn cảnh tu sĩ biểu tình hoảng sợ. Chỉ một thoáng, bọn họ quanh thân ma khí lùi bước, thanh tỉnh lại. Chỉ là, bọn họ giờ phút này lại là yếu đáng thương, bởi vì bọn hắn chỉ còn lại có một sợi chân linh, lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Mấy cái thánh tôn cảnh chân linh liền tựa như một đoàn ngọn lửa nhỏ, bị một trận cuồng phong thổi tắt, không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Túy ông bọn họ nhìn thấy một màn này, con người kịch liệt co rút lại một chút. Đây chính là liền thánh tôn cảnh cường giả đều không phản kháng được ma khí A, lại bị Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui. Nếu như nói cửu U Ma Toan thực sự là một cái đại ma đầu mà nói, cái kia Tiêu Phàm giờ phút này chẳng phải là một tôn cái thế ma đầu. Cửu U Ma Toan cái kia ma khí cùng so sánh, liền tựa như ở quá ra ra một dạng. Hỗn trướng, cửu U Ma Toan thấy thế, tức giận gào thét, tu la tổ ma,
ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Ngươi một người chết, cũng muốn cản ta. Cửu U Ma Toan nói như vậy, hoàn toàn là lại dùng phẫn nộ che giấu sợ hãi trong lòng, hắn thân thể lại là không phản kháng được, run rẩy không ngừng. Nhưng mà, nghe được Cửu U Ma Toan gầm thét, Tiêu Phàm tựa như nghe được huyên náo con ruồi đồng dạng, hắn không có mặt khác biểu thị, đưa tay chính là một kiếm chém xuống. Ta nhìn thấy Tiêu Phàm một kiếm chém xuống, Cửu U Ma Toan lời đến khóe miệng ngữ, xinh xinh bị hắn nén trở về. Nó còn muốn thả vài câu ngoan thoại, có thể giờ phút này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể nghênh đón Tiêu Phàm phản cảm. Lui, Túy Ông hét lớn một tiếng, trước tiên hướng phía sau thối lui, Tiêu Phàm một kiếm này chém xuống, cho dù là bọn họ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, bọn họ lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm linh hồn phân thân chẳng biết lúc nào đã tiêu phàm. Thần Phong Minh Vương, Sở Lăng Tiêu, Long Vũ cùng Băng Thiền Cung chủ bốn người cũng không chần chờ, không chút do dự bắn ra. Thời khắc này Tiêu Phàm, thật là đáng sợ, căn bản không phải bọn họ có thể địch. Cửu U Ma Toan cũng muốn đào tẩu, có thể lên phương phong ấn màn sáng vẫn còn, vừa lúc chặn lại hắn thời gian một hơi thở. Mà cái này thời gian một hơi thở, Tiêu Phàm Tu La kiếm đã chém xuống. Ta Cửu U Ma Toan há miệng giận mắng không thôi. Oanh, lời còn chưa dứt, một tiếng ngập trời nổ mạnh, Tu La kiếm dường như chớp lóe đồng dạng hạ xuống, cuồng bạo kiếm khí xé mở phong ấn màn sáng, bao phủ hoàn toàn Cửu U Ma Toan. Nơi xa né ra Túy Ông bọn họ, trợn to hai mắt, tận mắt nhìn đến Cửu U Ma Toan tàn niệm bị Tiêu Phàm một kiếm này cho phá tan thành từng mảnh. Sau đó Tiêu Phàm lần nữa há miệng hút vào, đem tất cả linh hồn năng lượng đều cắn nuốt không còn một mảnh. Giờ khắc này, toàn trường ngây ra như phỗng. Đây chính là Cửu U Ma Toan A, chí ít cũng là thượng phẩm thánh tôn thực lực, lại bị Tiêu Phàm một kiếm chém mất. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ai lại sẽ tin tưởng, trước mắt tôn này ma đầu, thật là một cái bán bộ thánh tôn cảnh. Cửu U Ma Toan tàn niệm vừa chết, Thiên Diện Nhân Vương mấy người cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Bọn họ nhìn thấy một màn trước mắt, cũng tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ mặc dù bị ma khí khống chế, đánh mất ý chí, nhưng vừa mới xảy ra cái gì, bọn họ nên cũng biết. Đám người vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như đã quên mình là thánh tôn cảnh cường giả. Giờ khắc này, Tiêu Phàm biến thành tổ ma, phảng phất trở thành thiên địa duy nhất. Không chung, Tiêu Phàm thôn phệ tất cả linh hồn năng lượng, ở một cái. Cái kia đỏ thắm con ngươi, lại là lần hướng về bốn phía tu sĩ. Cho dù là Long Vũ, đều bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu. Túy Ông cùng Lô Chiến hai người mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Sở Lăng Tiêu rụt cổ lại, tựa như sợ Tiêu Phàm nhớ thương đồng dạng, trốn ở một cái góc run lẩy bẩy. Trừ bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có Thần Phong Minh Vương coi như bình tĩnh, quấn tại trong hắc bào một đôi thâm thúy con ngươi, nhìn chằm chặp Tiêu Phàm. Thình thịch, yên tĩnh ngắn ngủi về sau, yên tĩnh bị một trận tiếng phá hủy cắt ngang, chỉ thấy Tiêu Phàm dưới chân, ngũ thải tế đàn triệt để nổ tung, ma khí vô cùng vô tận cuồn cuộn mà ra. Các ngươi đều phải chết, một trận tang thương mà mờ mịt thanh âm từ cái kia ma khí bên trong truyền ra, dường như xuyên qua vô tận không gian truyền đến. Người ở chỗ này nghe được thanh âm này, không kiềm hãm được dùng mình một cái. Hỏng bét, Phàm Nhi vừa rồi chém ra tế đàn. Cởi ra sau cùng phong ấn chi lực. Túy Ông kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, nghe được thanh âm kia, sắc mặt càng khó coi. Là Cửu U Ma Toan, Thiên Diện Nhân Vương run rẩy mở miệng, vẻn vẹn nghe được thanh âm, hắn toàn thân liền hiện nổi da gà lên. Chỉ có Tiêu Phàm, nghe được âm thanh kia thời khắc, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hưng phấn, chỉ thấy hắn mở ra miệng to như chậu máu. Điên cuồng cắn nuốt cái kia ma khí. Tiêu Phàm quanh thân ma khí nhìn qua càng thêm nồng đậm, tinh thuần, mà ngũ thải tế đàn vị trí cái hố phún ra ma khí, nhưng phải pha tạp rất nhiều. Tiêu Phàm vừa mới thôn phệ, những ma khí kia liền chuyển hóa thành hắn lực lượng. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm khí thế trên người bỗng tăng vọt, dường như bước vào một cái cấp độ mới tinh, lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên một trận linh hồn phong bạo. Thánh tôn cảnh. Hắn vừa rồi chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh, có người rầm rầm nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt kinh hãi kêu lên. Hắn người cũng là sai kinh ngạc không thôi, bọn họ lung lay đầu, còn cho rằng mắt mình hoa.
bán bộ thánh tôn cảnh, chém giết thượng phẩm thánh tôn cửu u ma toàn tàn niệm, hiện tại, hắn đột phá thánh tôn cảnh, chẳng phải là mạnh hơn. Đám người hít một hơi lạnh, vẻ mặt kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ không biết thời khắc này Tiêu Phàm có được mạnh bao nhiêu chiến lực. Chỉ có Túy Ông, Long Vũ, Lô Chiến đám người lại là lộ ra vẻ lo lắng, Tiêu Phàm không hiểu ra sao bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, đối với hắn bản thân tuyệt đối không quá nhiều chỗ tốt. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm đã sớm hóa thành Tu La Tổ Ma, căn bản không cần đợi đến vừa rồi. Thần Phong Minh Vương trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, nếu là người khác nhìn thấy sắc mặt của hắn, có lẽ sẽ kinh ngạc không thôi. Hỗn trướng, hỗn trướng, lại một tiếng hét giận dữ vang vọng hư không. Ầm ầm, gần như đồng thời, thiên địa cũng bắt đầu mãnh liệt rung rung, chỉ thấy Tiêu Phàm dưới chân ngũ thải tế đàn vỡ nát địa phương, đã nứt ra một đạo to lớn khe hở. Khe hở không ngừng khuếch tán, hình thành một cái mênh mông cái hố sâu không thấy đáy, bên trong phồng lên lấy lăn lộn ma khí, giống như vô số ma đầu muốn lao ra. Tiêu Phàm đứng ở cái hố giáp danh, vẫn như cũ đang không ngừng cắn nuốt ma khí, bụng của hắn tựa như một cái động không đáy đồng dạng, ma khí tuôn ra bao nhiêu, hắn liền thôn vệ bao nhiêu. Bốn phía tu sĩ tất cả đều nhìn chằm chằm cái hố này, tựa như đang chờ cái nào đó tồn tại thẩm phán. Theo thời gian trôi qua, cái hố bên trong thanh âm càng ngày cùng to lớn, khoảng cách đám người cũng giống như càng ngày càng gần. Thùng thùng, đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng bước chân truyền đến, giống như cổ minh, rung động màng nhĩ, dường như một cái nào đó tồn tại không ngừng tới gần, hướng về cái hố cửa ra vào tới. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Đến, mắt thấy tiếng bước chân kia càng lúc càng lớn. Mặt đất rung động cũng càng ngày càng lợi hại, đám người trong lòng đếm thầm lấy. Đột nhiên, một cổ khí tức cuồng bạo xông cái hố cửa vào xông ra, lòng của mọi người đều rất giống nhảy tới cổ họng, toàn thân thần kinh đều băng chăm chú mà. Siêu, cũng liền ở đoàn người khẩn trương cao độ thời khắc, một vệt sáng từ cái hố cửa vào bắn ra, xông thẳng tới chân trời đi. Đám người dọa đến không ngừng lùi lại, tâm đều kém chút từ cổ họng bật đi ra. Nhưng mà khi bọn hắn thấy rõ ràng không trung đạo kia lưu quang thời khắc, tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Chỉ thấy một cái mang theo mũ rơm, để trần bàn chân nhỏ, ăn mặc quần đùi cùng áo lót thiếu niên, vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn phía dưới cái hố. Hù chết bảo bảo, còn tốt chạy nhanh, thiếu niên nhìn thấy phía dưới cái hố, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Đám người thấy thế, thiếu chút nữa thì tuôn ra nói tục. Người nha, người không hù đến. Lại là đem chúng ta dọa cho phát sợ. Chờ đã, đột nhiên, tất cả mọi người tựa như nhớ ra cái gì đó, cỏ này mũ thiếu niên hình như là từ cái này phong ấn cửu u ma toàn cái hố bên trong đi ra a, chẳng lẽ hắn liền là. Đám người trong lòng một đáp án vô cùng sống động, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem mũ rơm thiếu niên. Các ngươi còn không mau chạy, đứng ở chỗ này làm cái gì? Mũ rơm thiếu niên nhìn đám người chung quanh một cái, đột nhiên hét lớn. Dứt lời, hắn không chút do dự phóng ra bước chân, hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Chạy, đám người sững sờ, trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, phía dưới phong ấn thế nhưng là cửu u ma toan, một khi nó đi ra, hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm lệ khí tất nhiên sẽ phát tiết trên người bọn hắn. Thế nhưng là, hiện tại chạy lại có thể chạy đi đâu đi? Mảnh không gian này làm sao phong cấm? Chỉ chốc lát sau, mũ rơm thiếu niên đi mà quay lại, vẻ mặt buồn bực nhìn xem bốn phía tu sĩ hỏi. Đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, bọn họ không biết trả lời như thế nào mũ rơm thiếu niên lời nói. Bất quá bọn hắn cũng bắt đầu tin tưởng, cái này mũ rơm thiếu niên hẳn không phải là cửu u ma toan. Bằng không mà nói, đối phương chỗ nào còn sẽ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp liền động thủ. À, ngươi không phải Túy Ông lão đầu kia sao? Đột nhiên, mũ rơm thiếu niên thấy được trong đám người một bóng người, lập tức lên tiếng kinh hô nói. Túy Ông hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn mũ rơm thiếu niên. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, mũ rơm thiếu niên cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật nhanh, đám người lúc này mới ý thức được, cái này mũ rơm thiếu niên tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Túy Ông sắc mặt biến hóa, hắn tự nhận là cùng giai bên trong. Hắn tốc độ tuyệt đối là số 1 số 2, có thể cùng cái này mũ rơm thiếu niên so sánh,
lại hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Đúng rồi, người hẳn là không biết ta. Mũ rơm thiếu niên nhìn thấy Túy Ông phòng bị ánh mắt, vội vàng ngừng thân hình, cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi thí thần, ngươi là ta lão đại sư phụ, đó cũng coi là ta sư phó. Túy Ông nghe nói như thế, càng thêm nghi ngờ. Bản thân chỉ có Tiêu Phàm một cái đồ đệ a, chỗ nào còn thu mặt khác đồ đệ. Nhưng cái này mũ rơm thiếu niên lời nói lại không giống như là đang làm giả, hắn hẳn là thực nhận biết mình mới đúng. Túy Ông làm sao biết, trước mắt hắn mũ rơm thiếu niên, năm đó chẳng qua là Tiêu Phàm chiến hồn mà thôi, một mực sống nhờ ở Tiêu Phàm thể nội, hắn tự nhiên không biết. Bất quá, thí thần lại là biết rõ Tiêu Phàm tất cả, khi hắn nhìn thấy Túy Ông thời khắc, lại là liếc mắt liền nhận ra. Không biết lão đại ngươi là, Túy Ông hỏi dò, hắn dĩ nhiên không biết thí thần, nhưng hắn nghĩ tới một loại khả năng. Người trước mắt tất nhiên nói hắn lão đại là đồ đệ của mình. Chỉ cần hỏi hắn lão đại là ai sẽ biết. Ta lão đại gọi Tiêu Phàm a, người đừng nói cho ta biết không biết. Thí thần cười nói. Tiêu Phàm, đám người nghe được hai chữ này, rất nhiều người cũng là vẻ mặt mờ mịt, nhưng Túy Ông, Long Vũ đám người, lại là không tự chủ được nhìn về phía nơi xa điên cuồng thôn vệ ma khí Tiêu Phàm. Trong lòng bọn họ khẩn trương cũng rốt cục tiêu tán không ít, nhìn đến cái này mũ rơm thiếu niên xác thực không phải cửu u ma toan. Bằng không mà nói, hắn là không thể nào giả mạo Tiêu Phàm tiểu đệ. À, đây không phải cái kia muốn tán tỉnh ta lão đại Long Vũ nhà đầu sao, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Đột nhiên, thí thần lại thấy được xa xa một bóng người, mười điểm ngoài ý muốn nói. Long Vũ khó được sắc mặt đỏ lên, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Người này làm sao sẽ nhận biết mình, nhất định là Tiêu Phàm nói với hắn. Tiêu Phàm trong lòng quả nhiên vẫn là nhớ kỹ ta, thí thần làm sao biết ý nghĩ của nàng, hắn chỉ biết là, bản thân từ một chỗ phong bế không gian thật vất vả trốn tới, lại thấy được nhiều như vậy người quen, trong lòng không kinh ngạc đó là không có khả năng. Phải biết, vô luận là Túy Ông, vẫn là Long Vũ, có vẻ như cũng là chết cùng người mất tích a. Vậy ngươi có thể nhận biết lão phu? Lúc này, Túy Ông bên cạnh Lô Chiến đột nhiên hỏi. Ta biết ngươi. Ngươi không phải cái kia si tình nam Lô Chiến sao? Thí thần mười điểm nghiêm túc nói. Si tình nam, Lô Chiến mặt mo đỏ ửng, chẳng lẽ Tiêu Phàm ở trước mặt người khác là như vậy hình dung bản thân? Thằng danh con này, chờ chuyện nơi đây có một kết thúc, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Giờ khắc này, Túy Ông đám người hoàn toàn tin tưởng thí thần thân phận. Vậy ngươi có biết, lão đại ngươi là ở chỗ này? Lô Chiến đột nhiên chỉ nơi xa hóa thành tu la tổ ma Tiêu Phàm nói. Thí thần theo Lô Chiến ngón tay nhìn tới, lập tức vẻ mặt bất khả tư nghị nói, thực sự là lão đại, hắn lại ma hóa. Hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm ma hóa hậu quả, đây chính là cơ hồ lục thân không nhận a. Dù cho có chừng một điểm ý thức, cũng rất khó khống chế lại bản thân. Thùng thùng, nhưng mà cũng đúng lúc này, mặt đất lần nữa truyền đến một trận chiến minh âm thanh. Thanh âm này tựa như ở đám người bên tai vang lên. Tất cả mọi người vừa mới buông lỏng tâm, lần nữa trở nên khẩn trương lên. Cửu U Ma Toan muốn lao ra ngoài. Tiểu Hữu, cái này cái hố phía dưới tình huống như thế nào? Túy Ông hít sâu một cái nói, hắn cũng không biết xưng hô như thế nào thí thần, bất quá hắn cũng không quan tâm, hắn quan tâm hơn chính là Cửu U Ma Toan tình huống. Cửu U Ma Toan cái kia hỗn chướng nhanh trốn ra được. Mọi người tận lực có bao xa trốn bao xa. Nói đến cửu U Ma Toan, thí thần khó được lộ ra ngưng trọng. Nghĩ nghĩ lại nói, bất quá mảnh không gian này bị phong cấm, mọi người muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đám người không khỏi trợn trắng mắt, lời này còn muốn ngươi nói sao? Nếu như có thể trốn, bọn họ sớm liền chạy đi. Cửu U Ma Toan rốt cuộc là thực lực gì? Túy Ông lại hỏi. Trốn là không thể nào. Vậy cũng chỉ có hợp lực ứng phó cửu U Ma Toan, sớm tìm hiểu một chút cửu U Ma Toan thực lực, mọi người cũng tốt làm chuẩn bị. Cụ thể ta cũng không biết, dù sao ta không phải là đối thủ của hắn. Thí thần nhún nhún vai, nói, bất quá theo ta suy đoán, làm sao cũng phải là thượng phẩm nguyên tôn a. Thượng phẩm nguyên tôn, đám người hít một hơi lạnh. Lấy bọn hắn thực lực, ứng phó thượng phẩm thánh tôn còn có chút chắc chắn, nếu là đối phó hạ phẩm nguyên tôn. Vậy liền có chút miễn cưỡng. Nếu như trung phẩm nguyên tôn thực lực, bọn họ cơ bản không có quá nhiều hy vọng, về phần thượng phẩm nguyên tôn,
bọn họ cơ hồ chỉ có bị hố phần. Thậm chí khả năng cao hơn, đạt đến hạ phẩm pháp tôn. Thí thần lại bổ sung một câu, thần sắc cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Đám người nghe vậy, đã triệt để tuyệt vọng. Bất quá, lúc này, thí thần lời nói xoay chuyển, đám người nín thở ngưng thần nghe, sợ bỏ qua cái gì, hắn cũng chưa hẳn là vô địch. Đám người âm thầm lắc đầu, thượng phẩm nguyên tôn, đây còn không phải là vô địch sao? Ngươi không biết thánh tôn cảnh một bước nhất trọng thiên sao? Bọn họ những người này, hoa vô số vạn năm, cũng mới đột phá thánh tôn cảnh, trở thành hạ phẩm thánh tôn, muốn trở thành trung phẩm thánh tôn đều hết sức gian nan. Về phần nguyên tôn, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, lại càng không cần phải nói trở thành thượng phẩm nguyên tôn. Các ngươi sợ cái gì, không phải có ta lão đại ở trong này sao? Thí thần nhìn thấy đám người vẻ mặt khí thỏa, lập tức quát khẽ nói, đem đám người từ trong sự sợ hãi kéo lại. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được hướng về Tiêu Phàm nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm khí tức trên thân còn đang không ngừng kéo lên. Tiêu Phàm còn đang không ngừng thôn vệ ma khí, khí thế còn đang không ngừng kéo lên, không còn thân thể Tiêu Phàm, linh hồn thiên phú triệt để triển lộ ra, tựa như hoàn toàn không có cực hạn một dạng. Cứ theo đà này, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ đạt tới nguyên tôn cảnh. Ở bán bộ thánh tôn cảnh liền có thể quét ngang hạ phẩm thánh tôn. Thậm chí chém giết trung phẩm thánh tôn, một khi bước vào nguyên tôn cảnh, có lẽ thật đúng là không nhất định không làm gì được cửu U Ma Toan. Giống đám người trong lòng vừa mới lên một tia hy vọng, có thể lúc này, cửa động vị trí, một tiếng ngập trời gầm thét truyền ra, theo sát một đạo to lớn ma ảnh từ cái hố vị trí nhảy lên. Đám người trong lòng còn sót lại một tia hy vọng chi hỏa, cũng trong nháy mắt dập tắt. Cái hố giáp danh, một đầu cao trăm trượng, toàn thân đen kịt như ma sư. Chân đạp hắc sắc ma vân quái thú đứng lơ lửng giữa không trung, miệng nôn răng nanh, lạnh lùng nhìn xem bốn phía tất cả. Trên người tán phát khí tức, để tất cả mọi người ở đây sợ hãi, liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Quỷ dị nhất là, quái vật này con người vậy mà giống như một vòng xoáy, con người màu trắng bên trong, có nguyên một đám vòng tròn màu đen, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm. Cửu U Ma Toan, đám người trong lòng trước tiên kêu gọi ra một cái tên. Bọn họ vừa mới còn đang tưởng tượng lấy, chờ Tiêu Phàm thôn vệ đầy đủ ma khí bước vào nguyên tôn cảnh, liền có thể cùng cửu U Ma Toan một trận chiến. Nhưng biến cố đến không phải bình thường nhanh, cửu U Ma Toan liền nhanh như vậy đã thoát khốn, hơn nữa còn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vẹn vẹn tán phát cỗ khí tức kia, liền ép tới ở đây đại bộ phận tu sĩ không thở nổi. Sợ hãi trong lòng càng là vô hạn kéo lên, còn sót lại những cái kia bán bộ thánh tôn cảnh. Càng là ngay cả chân tay đều có chút đứng không vững. Tiểu tử, chúng ta rốt cục gặp mặt, cửu U Ma Toan mở miệng, thanh âm hùng hậu mà lạnh lẽo, khủng bố dị thường. Trong mắt của nó lạnh lùng đảo qua bốn phía tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, dọa đến đám người không khỏi dùng mình một cái, toàn thân hiện nổi da gà lên. Nụ cười kia, quá tà dị. Hồng hộc, nhưng mà, nghênh đón cửu U Ma Toan lại là Tiêu Phàm hờ hững một kiếm. Hắn đang thôn vệ vị ngon nhất đồ ăn, lại đột nhiên bị người quấy rầy, 10 điểm khó chịu. Cửu U Ma Toan cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại chủ động xuất thủ công kích hắn. Ngươi cho rằng ngươi thực sự là Tu La Tổ Ma sao? Tìm chết run rế, Cửu U Ma Toan cười lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, lăng lệ móng vuốt giống như thần binh lợi khí, trực tiếp bắt lấy Tu La kiếm, một cái móng khác hung hăng hướng về Tiêu Phàm chỉ trích mà xuống. Tiêu Phàm mặc dù đánh mất bản thân ý thức, có thể chiến đấu bản năng vẫn còn, trong tay hắn Tu La kiếm kéo cái kiếm hoa, mở ra cửu U Ma Toan ma chảo trói buộc. Tu La kiếm chán phóng kiếm khí bén nhọn, rạch ra cửu U Ma Toan một cái khác ma chảo, máu tươi bắn tung tóe. Chết, cửu U Ma Toan giận tím mặt, nó đường đường thần thú bảng xếp hạng đệ bát thần thú, dù cho rơi vào nguyên tôn cảnh tu vi, đó cũng không phải là lần này phẩm thánh tôn run dế có thể so sánh. Chỉ thấy nó quanh thân ma khí quay cuồng, ma chảo phía trên hiện lên một tia ô quang, sau đó hung hăng hướng về phía Tiêu Phàm bả vai chém xuống. Tiêu Phàm linh hồn chi thể, bị xé mở từng đạo to lớn khe hở, ma khí cuồn cuộn. Giống, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, bén nhọn kia lượn lờ chán phóng hàn quang, con ngươi trở nên càng thêm đỏ thắm. Phụt một tiếng, sau lưng của hắn, đột nhiên xuất hiện một đống ma dực.
vỗ ở giữa, hư không lập tức nhấc lên từng đợt mãnh liệt linh hồn phong bạo. Bốn phía tu sĩ bị thổi làm vừa lui lại lui, liền hai mắt đều không mở ra được. Run Dế cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, cửu U Ma Toàn cực kỳ khinh thường, vừa mới không cẩn thận bị Tiêu Phàm nhẹ sáng tạo, đã là nó sỉ nhục. Nó lại làm sao có thể nhường Tiêu Phàm lần nữa làm bị thương nó đây? Đừng nói làm bị thương nó, chính là đụng đều chưa chắc có thể đụng phải nó. Vừa dứt lời, cửu U Ma Toàn lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, hoàn toàn không nhìn cái kia linh hồn ba động, một quyền đem Tiêu Phàm chấn động bay ra ngoài. Tiêu Phàm ngực bị đánh ra một cái động lớn, đồng thời, khí tức trên thân cũng giảm bớt không ít. Tiếp tục như vậy, căn bản không được bao lâu thời gian, Tiêu Phàm liền sẽ lộ ra nguyên hình. Lòng của mọi người đều nhảy tới cổ họng, đáng tiếc, cửu U Ma Toàn thoát khốn quá nhanh, nếu để cho Tiêu Phàm đầy đủ thời gian, một khi Tiêu Phàm thôn phệ cửu U Ma Toàn lực lượng, này tăng kia giảm, cửu U Ma Toàn thật vẫn chưa chắc là đối thủ của nó. Các ngươi nhìn cũng quá lâu. Mặc dù bản tôn khinh thường với chém giết Run Dế, nhưng có khi cũng không để ý bóp chết mấy con kiến chơi đùa. Đánh bay Tiêu Phàm về sau, cửu U Ma Toàn ma chảo rốt cục đưa về phía bốn phía tu sĩ. Đám người không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy, có thể trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng quỷ dị, đem bọn hắn hút tới. Dù cho thiên diện nhân vương bậc này hạ phẩm thánh tôn, đều không có lực phản kháng chút nào. Lại càng không cần phải nói những cái kia bán bộ thánh tôn cảnh. Cửu U Ma Toàn mở ra miệng to như chậu máu, cơ hồ đem tất cả mọi người nuốt xuống. Chỉ có túy ông bọn họ vị trí, còn có thể miễn cưỡng trèo trống, đây là thí thần đứng ở hắn môn phía trước nhất nguyên nhân. Thần Phong Minh Vương, Sở Lăng Tiêu, Long Vũ, Băng Thiền Cung Chủ, đầu trâu mặt ngựa mấy người cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thí thần sau lưng, hiểm mà hiểm tránh thoát một kiếp. Như Hy cùng Hắc Hổ Quỷ Vương đứng ở đằng xa, sắc mặt hơi trắng bệch. Mấy cái thánh tôn cảnh, mấy chục cái bán bộ thánh tôn cảnh, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, vậy mà chết hết. Không chỉ địch nhân, Thanh Huyền Cửu U Vệ Lân bọn họ, cũng tất cả đều bị Cửu U Ma Toàn một ngụm nuốt, như thế thực lực, quá mức đáng sợ. Mạnh, quá mạnh, thí thần tổ thú, người cũng trốn không thoát đâu. Làm Cửu U Ma Toàn ánh mắt rơi vào thí thần trên người lúc. Con ngươi bên trong trán phóng ánh sáng nóng rực, chỉ cần nuốt ngươi, trăm vạn năm này cũng coi là đáng giá. Dứt lời, cửu U Ma Toàn từng bước một hướng về thí thần bọn họ đi đến. Nếu như bình thường, đám người nghe được thí thần tổ thú cái tên này, có lẽ sẽ còn kinh ngạc hết sức, có thể giờ phút này, bọn họ trong mắt đều chỉ còn lại sợ hãi. Hừ, năm đó các ngươi nhiều người như vậy đều không giết chết được ta, hiện tại ngươi cũng không được. Thí thần lạnh rên một tiếng, hắn hướng về phía trước phóng ra bước chân đồng thời, thân thể cũng một trận biến hóa. Trong lúc hô hấp, thí thần cũng hóa thành một đầu trăm trượng lớn quái vật, chính là bản thể của hắn. Chỉ là so với cửu U Ma Toàn trên người hết sức liều lĩnh khí thế, thí thần lộ ra muốn nhỏ yếu rất nhiều. Chảm, đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, lại là một đạo thông thiên kiếm mang từ cửu tiêu hạ xuống, chẳng biết lúc nào. Tiêu Phàm đã xuất hiện ở cửu U Ma Toàn đỉnh đầu. Giờ phút này, trong mắt của hắn đã không thấy phía trước huyết sắc, trở nên thanh minh. Hiển nhiên, vừa rồi Tiêu Phàm gặp cửu U Ma Toàn trọng kích, lại khôi phục ý thức. Lan, cửu U Ma Toàn quay đầu quát lạnh một tiếng, một cái móng vuốt trực tiếp nghênh đón, sắc bén trưởng cương gắt gao nắm lấy Tu La Kiếm, mặc cho Tiêu Phàm dùng lực như thế nào, lại cũng rơi không xuống một phần. Tu La Tổ Ma nhãn lực cũng không làm sao, vậy mà nhường ngươi lấy được hắn truyền thừa, lại là liền ma hồn đều khống chế không được. Cửu U Ma Toàn khinh thường nói, đưa tay vung lên, Tiêu Phàm thân thể lập tức giống như diều bị đứt dây một dạng bay ngược mà ra. Xa xa túy ông đám người thấy thế, trên mặt lộ ra lo lắng. Cái này cửu U Ma Toàn quá mạnh, mạnh đến bọn họ căn bản không có cơ hội phản kháng. Thế thì còn đánh như thế nào? Bọn họ mặc dù cũng rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng bọn hắn đều biết mình thực lực, dạng này đi lên, chẳng những không giúp được, ngược lại sẽ hại Tiêu Phàm. Cửu U, lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba, nếu là Tu La Tổ Ma ở chỗ này, còn có người phách lối phần. Thí thần hét giận dữ một tiếng, một bàn tay hung hăng đập xuống mà xuống. Cửu U Ma Toàn chậm rãi nâng lên móng vuốt, dễ như trở bàn tay giữ lại thí thần trưởng cương,
thân thể vẻn vẹn run một cái, lui về phía sau hai bước. Thực lực chênh lệch, quá lớn, ngươi vẫn là hảo hảo quan tâm chính ngươi a. Cửu U Ma Toan nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng hướng về thí thần cắn xé đi. Thí thần không nghĩ tới cửu U Ma Toan không biết xấu hổ như vậy, vậy mà dùng miệng cắn xé, chống đối không kịp phía dưới, trên người mảng lớn linh hồn năng lượng bị xé rách mà xuống. Cửu U Ma Toan há miệng vừa nuốt, ngay sau đó lộ ra một ngụm hung lệ răng, nói, dùng năng lực của ngươi đối phó ngươi, có phải hay không rất có ý tứ? Là rất có ý tứ. Thí thần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn mới là thí thần tổ thú, thôn vệ là của sở trường của hắn. Tất nhiên ngươi cửu U Ma Toan phải chiếm đoạt ta lực lượng. Vậy ta liền thôn vệ ngươi lực lượng, xem ai cắn nuốt mau một chút. Hắn lực lượng dĩ nhiên không bằng cửu U Ma Toan, có thể tốc độ, lại không chậm cửu U Ma Toan bao nhiêu. Chỉ thấy thí thần thân hình lóe lên, há miệng miệng to như chậu máu kéo xuống cửu U Ma Toan mảng lớn huyết nhục. Thí thần chỉ là linh hồn chi thể, mà cửu U Ma Toan nhưng là chân chính nhục thân, loại kia đau đớn càng thêm đau thấu tim gan. Bản tôn làm thịt ngươi, cửu U Ma Toan phát cuồng, cả người trở nên càng điên cuồng lên lên, cái kia quỷ dị con ngươi chán phóng từng đạo hắc bạch năng lượng quang vòng, bay thẳng thí thần đi. Cẩn thận, đây là luân hồi chi lực, xa xa Tiêu Phàm nhắc nhở. Cửu U Ma Toan mặc dù vẻn vẹn xếp hạng thần thú bảng đệ bát, có thể nó loại này năng lực, so xếp hạng đệ tứ hỗn độn nguyên thú đều muốn khủng bố. Trong mắt của hắn xưng là luân hồi mắt, chuyên môn khắc chế linh hồn chi thể, một khi bị cái kia vòng sáng đánh trúng, linh hồn chi thể liền sẽ nhanh chóng biến chất, tan rã, giống như luân hồi. Tiêu Phàm cũng là từ Tu La truyền thừa trông được đến liên quan tới cửu U Ma Toan ghi chép, loại này năng lực cực kỳ đáng sợ. Nếu như đặt ở cửu U địa ngục, dù cho thần thú bảng xếp hạng trước ba thần thú, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Hắn sở dĩ xếp hạng dựa vào sau, là bởi vì thần thú bảng xếp hạng cũng không nhằm vào đặc định thế giới, mà là thái cổ thần giới xếp hạng. Thí thần đã được đến tiền thân lớn bộ phận ký ức, không cần Tiêu Phàm nhắc nhở, hắn cũng biết những cái kia luân hồi vòng sáng khủng bố. Bất quá, hắn cũng không có né tránh, ngược lại há miệng miệng to như chậu máu. Trực tiếp đem từng đạo vòng sáng nuốt vào trong bụng. Cái này, Tiêu Phàm thấy một màn như vậy, hoàn toàn trợn tròn mắt. Thí thần lại là thần sắc lạnh nhạt, cười lạnh nhìn chăm chú cửu U Ma Toan nói, ngươi quên năm đó dạy dỗ, thật sự cho rằng ngươi bài danh đệ bát sao. Cửu U Ma Toan con ngươi phát lạnh, nó lúc này mới ý thức được, thí thần năm đó xếp hạng nhưng tại lúc trước hắn a, mặc dù đại bộ phận vị giai chi lực sói mòn, nhưng hắn thần thông còn ở. Bụng của hắn chính là một cái thiên địa hồng lô, không có gì không luyện, luân hồi chi lực cũng có thể luyện hóa. Có thể nói, thí thần cơ bản đánh xa vô địch, bởi vì đánh xa năng lượng cung cấp, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đều có thể thôn phệ luyện hóa. Chỉ có cận thân chiến đấu, mới có thể trọng thương thí thần. Cửu U Ma Toan cũng hiểu rõ ra, sau một khắc, nhắc nhở của nó thu nhỏ, biến thành ba bốn trượng lớn nhỏ, nhìn qua tinh luyện hết sức. Hô, đạp chân xuống, cửu U Ma Toan bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lăng lệ móng vuốt xuyên qua thí thần thân thể. Thí thần hét giận dữ một tiếng, thân thể cũng đồng dạng thu nhỏ, chỉ là so với cửu U Ma Toan mà nói, khí thế yếu không ít. Hai đại thần thú điên cuồng giao đánh nhau, đám người lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, bắt không đến bọn họ chân thực thân ảnh. Nhanh, thực sự quá nhanh, thế thì còn đánh như thế nào? Tuy ông đám người tâm ngưng nặng tới cực điểm, tiếp tục như thế, một khi thí thần không kiên trì nổi, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Bọn họ chỉ có lấy thánh tôn cảnh thực lực, nhưng tại nguyên tôn cường giả trước mặt, bọn họ vẫn là quá yếu. Oanh, sau nửa ngày, hai đạo bóng đen tại hư không vừa chạm vào tức mở, thí thần thân ảnh nhìn qua ảm đạm rất nhiều, hắn dù sao chỉ là linh hồn chi thể. Linh hồn chi thể cùng nhục thân chém giết. Hơn nữa còn là ở cảnh giới không bằng người điều kiện tiên quyết, khả năng đủ kiên trì thời gian dài như vậy, đã coi như là 10 phần không sai. Hơn nữa, đối diện cửu U Ma Toan cũng máu thịt be bét, bất quá so với thí thần trạng thái, muốn đã khá nhiều. Còn tốt ngươi chỉ là linh hồn chi thể, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Cửu U Ma Toan lòng còn sợ hãi.
Nó hiện tại thế nhưng là thượng phẩm nguyên tôn, mà thí thần những ngày qua thôn vệ hắn không ít lực lượng, cũng vẻn vẹn mới hạ phẩm nguyên tôn mà thôi, hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nó lại chiến chật vật như thế. Nếu như thí thần là thân thể máu thịt, kia không may chính là hắn. Lời còn chưa dứt, cửu U Ma Toan tiếp tục xuất thủ, đối diện thí thần lung lay sắp đổ, chỉ cần một bàn tay, là hắn có thể triệt để đánh tan thí thần linh hồn chi thể. Đến lúc đó diệt đi thí thần chân linh, thế gian có lẽ lại không thí thần tổ thú. Ở cửu U Ma Toan khí thế áp bách dưới, thí thần linh hồn chi thể lung lay sắp đổ, trong mắt lại là lộ ra hung hoành. Ong ong mắt thấy cửu U Ma Toan công kích sắp rơi vào thí thần trên người thời khắc, đột nhiên, từng đạo trận mang tại hư không nở rộ, kinh khủng lực lượng gắt gao cuốn lấy cửu U Ma Toan. Tiểu vận mệnh thuật, tu la đại thế giới, hỗn độn trảm thiên kiếm. Từng tiếng hét to từ cửu U Ma Toan sau lưng truyền đến, lại là một mực xem cuộc chiến Tiêu Phàm, đột nhiên điên cuồng công kích, tựa như không muốn sống một dạng. Cửu U Ma Toan làm sao biết Tiêu Phàm lại đột nhiên làm khó dễ, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị trận đồ vây khốn, trong thời gian ngắn vậy mà không phá nổi. Tiêu Phàm công kích còn như mưa rơi ở trên người hắn, cửu U Ma Toan quanh thân huyết nhục vẩy ra, bị Tiêu Phàm đánh ra chóc thịt bong. Giết, lúc này, Túy Ông, Thần Phong Minh Vương đám người không chút do dự xuất thủ, đây có lẽ là bọn họ cơ hội cuối cùng, ai còn dám có chỗ giữ lại. Cửu U Ma Toan bất tử, chết chính là bọn họ. Bọn họ công kích mặc dù không mạnh, nhưng bây giờ cửu U Ma Toan bị khốn trụ, căn bản không phản kháng được, quanh thân huyết nhục nổ tung, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Giống cửu U Ma Toan cũng triệt để tức giận rồi, hắn đường đường thượng phẩm nguyên tôn, lại bị một đám hạ phẩm thánh tôn vây công, nếu là chết như vậy, đó nhất định chính là thần thú giới sỉ nhục. Không thể không nói, cửu U Ma Toan lực bộc phát cực kỳ kinh người. Con người bên trong luân hồi chi lực giống như một vệt sáng đồng dạng cọ rửa mà ra, Tiêu Phàm sinh tử luân hồi trận đồ bỗng nổ tung. Tu la đại thế giới, nhất kiếm thương khung. Đám người cũng thừa dịp sau cùng khoảng cách, chém ra bản thân công kích mạnh nhất, giờ khắc này, tất cả mọi người liều mạng. Ngay sau đó, tất cả mọi người bị chấn động bay ra ngoài, không ngừng ho ra máu. Tiêu Phàm cùng thí thần linh hồn chi thể, càng là bị thương nặng. Tu la ma ảnh tiêu tán, thí thần linh hồn chi thể sắp hủy diệt. Ngươi đáng chết, cửu U Ma Toan không để ý đến những người khác, cái kia hung lệ con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau đó một trưởng giận đập mà ra. Tiêu Phàm giờ phút này ngay cả đứng thẳng đều có chút gian nan, ở đâu là cửu U Ma Toan đối thủ. Lão đại, Phàm Nhi, Tiêu Phàm, thí thần, Túy Ông cùng Long Vũ đám người kêu to, con ngươi kịch liệt co rút lại, bọn họ muốn xông qua. Có thể căn bản đã không kịp. Hơn nữa, chỉ bằng bọn hắn thực lực, cũng căn bản không ngăn cản được cửu U Ma Toan. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ, dù cho bị cửu U Ma Toan khí thế ép tới không thể động đậy, giờ khắc này, hắn cũng không có tử vong giác ngộ, ngược lại lộ ra một vòng hung ác, một bộ muốn cùng cửu U Ma Toan liều mạng bộ dáng. Hô, mắt thấy cửu U Ma Toan móng vuốt đã rơi xuống, lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Phốc phốc, cửu U Ma Toan lăng lệ chảo cương xuyên qua đạo hắc ảnh kia lồng ngực, máu tươi vẩy ra mà ra, phun Tiêu Phàm vẻ mặt. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn trước mắt cái này bóng lưng, chẳng biết tại sao, mũi hơi có chút mỏi nhừ. Thần Phong Minh Vương, những người khác tất cả đều trợn to hai mắt, hướng về đạo thân ảnh kia. Người kia không phải người khác, chính là Thần Phong Minh Vương. Ai cũng không nghĩ tới, ở lúc mấu chốt, xuất thủ cứu Tiêu Phàm, dĩ nhiên là Thần Phong Minh Vương. Chẳng lẽ Thần Phong Minh Vương nhận biết Tiêu Phàm? Sau một khắc, một cỗ kình phong vén lên Thần Phong Minh Vương vành nón, lộ ra một tấm khuôn mặt tái nhợt. Đám người nhìn thấy gương mặt kia, con người kịch liệt co rút lại, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì gương mặt kia, không nói cùng Tiêu Phàm giống như đúc, nhưng cũng có lấy tám phần rất giống. Chỉ là hơi có vẻ thành thục cùng tang thương. Tiêu Phàm không thấy được Thần Phong Minh Vương khuôn mặt, chỉ là nhìn thấy bóng lưng kia có chút quen thuộc, nhưng hắn nhìn thấy Thần Phong Minh Vương bị xuyên thủng, trong lòng lại là khó chịu không nói ra được. Một sát na này, Tiêu Phàm tựa như toàn thân lại tràn đầy lực lượng, bỗng nhiên đứng dậy, cầm trong tay tu la kiếm hung hăng một kiếm bê. Trung phẩm nguyên tôn, năm cỗ cửu u linh thân,
vậy mà để Tiêu Phàm dòng dã tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới, từ hạ phẩm thánh tôn, đạt đến trung phẩm nguyên tôn. Cái này cần là cỡ nào năng lượng khổng lồ, khó trách ngũ thải tế đàn ngưng tụ 5 cỗ cửu u linh thân, cần thời gian khá dài như vậy. Oanh, cũng coi như đám người kinh ngạc thời khắc, Tiêu Phàm khí tức trên thân lần nữa tăng cường, rốt cuộc lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đám người hoàn toàn trợn tròn mắt, mỗi một bộ cửu u linh thân, vậy mà đều có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại, Tiêu Phàm trở thành thượng phẩm nguyên tôn, cái kia cùng cửu u ma toàn cảnh giới hoàn toàn không phân cao thấp a. Khác biệt duy nhất chính là, cửu u ma toàn là chân chính thân thể, mà Tiêu Phàm, vẻn vẹn chỉ là linh hồn chi thể mà thôi. Nhưng trước đó thí thần tại hạ phẩm nguyên tôn cảnh, liền lấy linh hồn chi thể cùng cửu u ma toàn chiến lưỡng bại câu thương, Tiêu Phàm bây giờ cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới, nói thế nào cũng cần phải so thí thần càng mạnh mới đúng. Tuy ông đám người nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu, bọn họ tất cả hy vọng, đều ký thác vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm cảm thụ được linh hồn thân thể lực lượng, vặn vẹo uốn éo đầu, ngay sau đó mở ra tay phải, tu la kiếm lần nữa hiện lên, tím kiếm khí màu đỏ ngòm dị thường lăng lệ. Hiện tại ai giết ai, còn không định đây. Xa xa thí thần nhếch miệng cười một tiếng, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là tràn đầy lòng tin. Giờ phút này, cửu u ma toàn gãy chân cũng đã toàn bộ phục hồi như cũ, cảm thụ được Tiêu Phàm trên người bá đạo lực lượng, còn người hơi hơi rung rung. Nó trong lòng gầm thét, năm cỗ này cửu u linh thân lực lượng, nguyên bản cũng là nó a. Nhưng giờ phút này, lại xuất hiện ở trên người địch nhân. Hơn nữa còn tăng cường địch nhân thực lực tới đối phó bản thân. Cửu u ma toàn buồn bực thổ huyết, có thể nó không còn dám có tâm tư khác, còn người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hô hô, thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý, cửu u ma toàn con người bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh dị năng lượng ba động, từng đạo luân hồi vòng sáng hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt đi. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân thể bỗng phát sinh biến hóa, biến thành thí thần bản thể bộ dáng. Mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem những cái kia luân hồi chi lực cho nuốt xuống. Làm sao có thể, cửu u ma toàn trợn tròn mắt, thí thần thôn vệ nó luân hồi chi lực thì cũng thôi đi, đó là bởi vì thí thần thần thông rất quỷ dị. Nhưng thằng nhóc loài người này làm sao cũng có thể, chẳng qua là khi nó nhìn thấy Tiêu Phàm biến thành bộ dáng lúc, liền biết, thời khắc này Tiêu Phàm, chính là thí thần tổ thú, cũng đồng dạng có được thí thần thần thông, chỉ bất quá. Hắn gọi là thiên phú. Tiếp tục, Tiêu Phàm lộ ra vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, từng bước một hướng về cửu u ma toan đi đến. Hắn thân thể cũng chậm chậm biến hóa, lần nữa biến thành người thân thể. Coi như người có được thí thần tổ thú năng lực, có thể ngươi vẻn vẹn chỉ là linh hồn chi thể, lại có thể nại ta làm sao? Cửu u ma toan gầm nhẹ một tiếng, giống như một đầu như sư tử đánh giết đi, há mồm hung hăng cắn về phía Tiêu Phàm đầu. Tiêu Phàm thần sắc không động, bước chân vẫn như cũ không chút hoang mang, xách ngược lấy tu la kiếm. Mắt thấy cửu u không thèm chú ý đến đầu cắn xé mà xuống, túy ông bọn họ đều thay Tiêu Phàm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm bỗng động. Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động, một đạo hào quang màu xám lóe lên, ngay sau đó, trong tay tu la kiếm bỗng hung hăng giận bổ xuống. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ truyền ra, sau đó hư không khôi phục lại bình tĩnh, mấy tức về sau, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy cửu u ma toan nửa bên đầu, cùng một cái chân trước chậm rãi cùng thân thể của nó tách rời, vừa rồi Tiêu Phàm một kiếm, trực tiếp đem thân thể của nó một phân thành hai. Tê đầu trâu mặt ngựa mấy người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là thượng phẩm nguyên tôn A, bây giờ đạt tới thánh tôn cảnh chính bọn họ. Mới biết được thượng phẩm nguyên tôn đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng bực này nhân vật, lại ngăn không được Tiêu Phàm một đòn. Cái này cửu u ma toàn thực sự là thần thú bảng xếp hạng đệ bát thần thú. Như Hy yếu ớt mở miệng nói, nàng đối bậc này lực lượng nhận thức không nhiều. Nhưng trước đó cửu u ma toàn bùng nổ thực lực lại áp ở đây tu sĩ đều không thở nổi, đủ để chứng minh cửu u ma toàn khủng bố. Mà bây giờ, Tiêu Phàm một kiếm trọng thương cửu u ma toàn. Hai người so sánh cũng quá rõ ràng. Lại thế nào, cửu u ma toan cùng Tiêu Phàm cũng là cùng một cảnh giới A, hơn nữa Tiêu Phàm vẫn là linh hồn chi thể. Đây không phải cửu u ma toan thực lực chân chính,
dù cho nó là thượng phẩm nguyên tôn, thế nhưng bị giới này phong ấn áp chế hơn phân nửa thực lực. Một bên thí thần giải thích nói. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía trời cao đạo kia màn ánh sáng màu xám. Dừng một chút, thí thần lại bổ sung một câu, bất quá, cho dù cửu U Ma Toan có thể đủ tất cả lực một trận chiến, lão đại cũng khẳng định có thể đánh nó răng rơi đầy đất. Tiêu Phàm thực lực, thí thần vẫn hiểu, cùng trong cảnh giới, Tiêu Phàm chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Cho dù cửu U Ma Toan là thần thú bảng đệ bát thần thú cũng không ngoại lệ. Nơi xa, Tiêu Phàm cũng không có cho cửu U Ma Toan cơ hội. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, chỉ thấy chân hắn giẫm nghịch long đăng thiên bộ giết ra, một đạo kiếm hồng hiện lên, cửu U Ma Toan một cái khác chân trước cũng bị Tiêu Phàm chém xuống. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm chưa từng có như vậy biệt khuất, càng thêm chưa từng có tức giận như vậy. Cửu U Ma Toan trọng thương hắn thì cũng thôi đi, vậy mà kém chút giết hắn lão sư, giết hắn phụ thân, cái này khiến hắn làm sao nuốt trôi khẩu khí này. Giết cửu U Ma Toan, quả thực lợi cho hắn quá rồi. Hống hống cửu U Ma Toan tuyệt vọng, thân thể của nó bị Tiêu Phàm một kiếm chém xuống, máu tươi bạo xái hư không, giống như nước mưa đồng dạng rơi xuống phía dưới. Hư không bị vô tận huyết phụ tràn ngập, hiện ra nồng nặc huyết tinh chi khí. Tiểu tử, nếu không phải giới này trận pháp áp chế, bản tôn định nhường ngươi sống không bằng chết. Cửu U Ma Toan bi phẫn hết sức, tiếp tục như vậy, nó liền phải chết. Nghĩ vậy, nó trong lòng hối hận hết sức, sớm biết nên đem hết toàn lực giết cái này nhân tộc tiểu tử, không nên cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Như vậy biệt khuất chết ở chỗ này, còn không bằng tiếp tục bị phong ấn. Sống không bằng chết đúng không? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tu la kiếm vũ động, cửu U Ma Toan trên người huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Nhưng không có người nào đồng tình nó, đám người giờ phút này đều hận không thể nó lập tức tử vong. Nửa canh giờ về sau, cửu U Ma Toan hấp hối, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, cơ hồ chỉ còn lại có một bộ xương. Mà lúc này, thí thần lại là há miệng hút vào. Bốn phía huyết phụ tất cả đều bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh, hắn linh hồn chi thể lần nữa trở nên ngưng tụ. Hơn nữa, cửu U Ma Toan trên người có một đạo chớp lóe, bị thí thần thôn phệ. Sau một khắc, thí thần bỗng nhiên trở thành bản thể, trên người tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. Vị giai chi lực, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp được. Giống, cửu U Ma Toan gầm thét không thôi. Ra sức giãy giụa lấy, nhưng thân thể đã rất khó động đậy, một đôi oán hận con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ngươi còn có gì ngôn gì sao? Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống quan sát cửu U Ma Toan, sát ý không giảm mảy may. Cửu U Ma Toan không nói gì, chỉ là thông hai mắt đỏ, cắn hàm răng, vẻ mặt ác độc nhìn xem Tiêu Phàm. Nó đường đường thượng phẩm nguyên tôn, thần thú bảng xếp hạng đệ bát tồn tại, chết ở một cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ trong tay. Còn có cái gì có thể nói? Nhất định chính là sỉ nhục, dù cho tiếp tục sống sót, đều chỉ sẽ trở thành người khác chê cười. Đến mức nhường nó cầu xin tha thứ, đó là không có khả năng. Cửu U Ma Toan dù sao cũng là ngông nghênh khí thế, cận kề cái chết cũng sẽ không khom lưng. Tất nhiên không có gì có thể nói, vậy ngươi có thể đi chết. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, tu la kiếm hung hăng chém xuống, căn bản không có lưu tình chút nào. Nếu là thường ngày, Tiêu Phàm có lẽ sẽ còn nghĩ đến thu phục, gia hỏa này dù sao cũng là thần thú bảng xếp hạng đệ bát thần thú, giữ lại cũng có chút tác dụng. Nhưng là thời khắc này Tiêu Phàm, lại là chân chính động sát tâm. Đương nhiên, hắn cũng tự biết mình, hiện tại hắn luyện hóa cửu U linh thân năng lượng, tạm thời đạt đến thượng phẩm nguyên tôn cảnh giới. Nhưng một khi cỗ năng lượng kia tiêu tán, hắn cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Đến lúc đó, lấy cửu U Ma Toan thực lực, giết hắn chỉ là thổi một hơi sự tình, Tiêu Phàm cũng không dám cược. Tuy ông bọn họ hờ hững nhìn xem tất cả những thứ này, bọn họ mặc dù bỏ cửu U linh thân, nhưng là, tất nhiên có thể sống sót, kia liền là đáng giá. Khục mắt thấy Tiêu Phàm tu la kiếm sắp chém giết thời khắc, hư không đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ âm thanh, giống như ở mỗi người chỗ sâu trong óc vang lên, chấn động đến mảng nhĩ mọi người phát run. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm kiếm đứng ở hư không, quả thực là không có chém đi xuống.
không phải hắn không muốn giết Cửu U Ma Toan, mà là hắn căn bản làm không được. Từ nơi sâu xa, giống như có một cỗ kinh khủng lực lượng cản trở cánh tay của hắn, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, Tu La kiếm cũng không còn cách nào tới gần mảy may. Tiêu Phàm mí mắt hơi hơi nhảy một cái, trong đầu đột nhiên hồi vị vừa rồi cái kia tiếng ho nhẹ âm thanh, trên mặt lộ ra khó chịu. Hắn biết rõ, mình đã giết không chết Cửu U Ma Toan. Cửu U lão ma, người không chết, nhanh, nhanh cứu ta. Cửu U Ma Toan lại là đột nhiên kêu lên sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, ta cam đoan, lại cũng không đến Cửu U địa ngục ăn vụng, về sau ngươi muốn ta làm cái gì, ta cũng tuyệt không do dự. Cửu U lão ma, đám người lộ ra vẻ không hiểu, còn người quét mắt bốn phía, lại là không thấy được bất luận bóng người nào. Thế nhưng là, vừa rồi đạo kia ho nhẹ âm thanh, lại là vang vọng thật lâu ở mọi người não hải bên trong, đây tuyệt đối là chân thật. Chẳng biết tại sao, đám người trong lòng đột nhiên toát ra một cái kinh người ý nghĩ, kia liền là từ đầu đến cuối, đều có người trong bóng tối nhìn xem nơi này phát sinh tất cả. Nghĩ vậy, đám người không khỏi sợ run cả người. Bọn họ đều là thánh tôn cảnh A, liền bọn họ đều không có phát hiện, thực lực của người kia, lại là cường đại dường nào. Pháp tôn, vẫn là thiên tôn, đám người không dám nghĩ tiếp, ngược lại là Tiêu Phàm, đột nhiên lạnh rên một tiếng. Nói trốn ở trong tối có gì tài ba, có bản lĩnh đừng ngăn cản lấy ta giết hắn. Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ rất muốn ngăn cản Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm đắc tội đối phương. Dù sao, đây chính là liền Cửu U Ma Toan đều muốn sợ hãi tồn tại a, như thế nào Tiêu Phàm có thể đắc tội. Cửu U lão ma, giết hắn cho ta, chỉ cần giết tiểu tử này, bản tôn đáp ứng thần phục ngươi ngàn năm. Cửu U Ma Toan lại kêu to nói, ác độc con người sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm. Giết ta, Tiêu Phàm biểu tình ngoan sắc, sau một khắc, hắn bỗng lấy ra phân thân thái cổ, linh hồn thân thể khống chế thái cổ, một kiếm nổi giận chém mà ra. Một màn này, nhưng làm Túy Ông bọn họ dọa cho phát sợ. Cửu U Ma Toan tâm cũng thoát lên tới cổ họng, Tiêu Phàm linh hồn chi thể đã quá kinh khủng, bây giờ tăng thêm cỗ này thần điêu. Đừng nói là hắn bây giờ trạng huống, chính là hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng chưa hẳn là đối thủ a. Cũng may Tiêu Phàm kiếm, đang đến gần hắn một tấc bên ngoài ngừng lại, mặc cho Tiêu Phàm làm sao thôi động, cũng không đến gần được một tí. Chỉ bất quá cái kia sắc bén kiếm khí, lại là cắt rời Cửu U Ma Toan thân thể, đau nhói không thôi. Cửu U lão ma đúng không, đi ra cho ta, Tiêu Phàm hét giận dữ không thôi. Hắn đã đoán được người trong bóng tối là ai, tại giới này, có thể tùy tiện ngăn cản hắn cái này thượng phẩm nguyên tôn cảnh cường giả, cũng chỉ có giới này chủ nhân chân chính. Mà cái này giới chủ nhân, trừ bỏ Cửu U Ma Chủ, còn có thể là ai đây? Người khác có lẽ sợ Cửu U Ma Chủ, có thể Tiêu Phàm thật đúng là không sợ, khỏi cần phải nói, chính là Bác Lão cùng Tu La Tổ Ma, hai người này cũng đủ để trấn nhiếp hắn. Hơn nữa, Cửu U Ma Chủ đoán chừng cũng không dám lấy lớn hiếp nhỏ, việc này nếu như bị Bác Lão cùng Tu La Tổ Ma biết rõ, đoán chừng cũng không thiếu được tìm hắn để gây sự. Ao ao một trận hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên, thiên khung phía trên, bỗng đã nứt ra một đường vết rách, lỗ hổng càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một đầu lạch trời ngang qua hư không. Ngay sau đó, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bộ khô lâu ma ảnh hiển lộ mà ra. Trống rỗng mà sâu thẳng con ngươi quan sát phía dưới, giống như thiên địa chúa tể. Thiên, Túy Ông thở sâu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn không trung khô lâu ma ảnh. Những người khác cũng là kinh hãi không thôi, đây không phải là trước đó Vân Linh lão nhân, không, phải nói là Cửu U Ma Toan tàn niệm muốn chém giết thiên sao. Cửu U Ma Toan tàn niệm còn nói bản thân đã thương nặng trời ạ, hắn làm sao lại xuất hiện. Quỷ dị nhất là, trước đó cô kia khô lâu ma ảnh nhìn qua băng lãnh, ngốc trệ, nhưng bây giờ cỗ này khô lâu ma ảnh, rõ ràng 10 điểm nhân tính hóa. Hắn một cái khô lâu cánh tay nắm nắm đấm, đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Cửu U Ma Toan nói, Ma Toan, bản ma chủ nhường ngươi ở đây sám hối 100 vạn năm, bây giờ kỳ hạn chưa tới, ai bảo ngươi đi ra. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm đã hoàn toàn xác định, cái này khô lâu ma ảnh chính là Cửu U Ma Chủ. Ta, Cửu U Ma Toan rụt cổ một cái, không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói cho Cửu U Ma Chủ,
ta mưu đồ mấy chục vạn năm, liền nghĩ lén chạy ra ngoài a. Nó trong lòng thầm mắng không thôi, ngươi không nên tìm cái này nhân tộc tiểu tử phiền phức sao, làm sao cùng ta chơi lên. Còn có ngươi, Tiêu Phàm, bản ma chủ hảo tâm nhường ngươi tiến vào giới này, ngươi xem ngươi đem bản ma chủ thế giới biến thành bộ dáng gì. Cửu U ma chủ lại trừng mắt Tiêu Phàm tức giận nói. Tiêu Trường Phong cùng Túy ông bọn họ nghe nói như thế, tập thể trợn tròn mắt. Cái gì gọi là hảo tâm nhường ngươi tiến vào giới này, nơi này chính là cửu U địa ngục a. Chờ đã, nơi này là cái kia khô lâu ma ảnh thế giới. Nói như vậy, Tiêu Phàm cùng giới này thiên, không, chuẩn xác mà nói, là giới này chủ nhân, là nhận biết. Túy ông rốt cuộc tin tưởng, Tiêu Phàm thật không phải là chết mới đi đến cửu U địa ngục, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Giờ khắc này, ngay cả cửu U ma toan cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cửu U ma chủ là ai, như thế nào một cái nho nhỏ thánh tôn cảnh có thể leo lên. Đừng nói Tiêu Phàm, chính là nó đỉnh phong thời kỳ, cũng không bị cửu U ma chủ để vào mắt a. Nhưng lúc này, cửu U ma chủ căn bản không có cỡ nào ý trách cứ, vẻn vẹn chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Người bây giờ ngược lại trách ta tới. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem cửu U ma chủ. Trầm giọng nói, cửu U lão ma, ngươi khi đó thế nhưng là đáp ứng lão sư, để cho ta tới nơi này lịch luyện, mà không phải để cho ta tới nơi này chịu chết. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tiêu Phàm nói đến bác lão, cửu U ma chủ lập tức có chút khó chịu, trên người trán phóng sát ý lạnh như băng. Đừng làm ta sợ, nếu không liền trực tiếp giết ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, cửu U ma chủ nếu như dám giết bản thân, đã sớm động thủ. Hắn là mạnh, nhưng bác lão cùng tu la tổ ma tuyệt đối có thể vượt qua hắn, bằng không mà nói, lúc trước hắn cũng sẽ không đối bác lão thỏa hiệp. Tiêu Trường Phong bọn họ nghe nói như thế, liền hô hấp đều trở nên ngạt thở lên. Bọn họ sợ cửu U ma chủ dưới cơn nóng giận, thực diệt Tiêu Phàm. Cửu U ma chủ hướng về Tiêu Phàm nhìn một hồi, tản ra khí tức bá đạo chèn ép Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm lại không hề sợ hãi. Lưng thẳng tắp như cổ tùng, chưa từng xoay người một phần. Không khí khẩn trương, giống như từng tòa ma nhạc trấn áp cái này mọi người ở đây. Cửu U ma toan trong lòng cười lạnh không thôi, hắn tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị cửu U ma chủ một ngón tay bóp chết một màn. Nhưng mà, khi hắn nghe được cửu U ma chủ lời kế tiếp lúc, sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Nói đi, ngươi muốn thứ gì, lấy được về sau mau chóng cút đi nơi đây. Cửu U ma chủ thu liếm cỗ khí thế kia, không mặn không lạt nói. Làm sao sẽ, cửu U ma toan trong lòng kinh ngạc hết sức, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, cửu U ma chủ vậy mà nhận túng. Đó chỉ là một bán bộ thánh tôn cảnh tiểu tử a, người đường đường cửu U ma chủ, làm sao có thể nhận túng đây. Nhưng sự thật chính là như thế, cửu U ma chủ không muốn cùng Tiêu Phàm tiếp tục dây dưa. Khỏi cần phải nói, nghĩ đến Tiêu Phàm sau lưng hai người. Hắn liền trở nên đau đầu. Nếu như Tiêu Phàm chết ở địa phương khác, hắn đều không thèm liếc mắt nhìn lại, nhưng nếu là chết ở hắn thế giới, hắn cửu U ma chủ đoán chừng cũng chịu không nổi. Chủ yếu nhất là, hắn hạn chế cửu U địa ngục, người mạnh nhất cũng chỉ là thượng phẩm thánh tôn mà thôi, cửu U ma toan ra hỏa này, căn bản chính là cái dị loại. Nếu như không phải hắn đem cửu U ma toan trấn áp tại nơi này, còn bầy bố mượn nhờ cửu U địa ngục những người khác lực lượng tới áp chế cửu U ma toan, Tiêu Phàm cũng sẽ không mạo hiểm tới nơi này. Nói đến cùng, tất cả những thứ này đều vẫn là cùng hắn có liên quan. Bất quá, Tiêu Phàm nghe nói như thế, cũng không có mừng rỡ bộ dáng, ngược lại nhíu mày. Cửu U ma chủ người này hắn không phải hiểu rất rõ, nhưng thân làm cường giả, theo lý thuyết cũng không nên thống khoái như vậy nhận tung a. Khẳng định có âm mưu. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn nghĩ để cho chúng ta mau rời khỏi nơi này, đoán chừng là không muốn để cho chúng ta phát hiện hắn bí mật. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài Tiêu Phàm vẫn là nói, trước đó cha ta bọn họ đều được cửu U linh thân, nhưng là vì ứng phó cửu U ma toan, dẫn đến cửu U linh thân bị hủy, người phải trả bọn họ một bộ cửu U linh thân. Người nằm mơ a, cửu U linh thân nhất định phải rút ra ta lực lượng mới có thể ngưng tụ mà thành, bằng không mà nói. Coi như ngưng tụ ra nhục thân, cũng không khả năng ở thái cổ thần giới sinh tồn. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, cửu U ma toan cười lạnh, điều kiện này, cửu U ma chủ lại làm sao có thể đáp ứng Tiêu Phàm đây? Có thể, nhưng mà,
Lời còn chưa dứt, cửu u ma chủ thanh âm liền vang lên, cửu u ma toan nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, ngay sau đó trở thành hoảng sợ. Cửu u lão ma, ngươi không thể đối với ta như vậy. Cửu u ma toan hoảng sợ kêu to. Thế nhưng là, cửu u ma chủ căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng, chỉ thấy hắn lấy tay vung lên, năm đạo bóng đen lập tức từ cửu u ma toan trên người nổi lên, tại hư không nhanh chóng ngưng tụ thành năm cỗ cửu u nhục thân. Chỉ một lát sau, năm cỗ cửu u nhục thân liền bị cửu u ma chủ ngưng tụ thành hình, mỗi một bộ khí tức trên thân đều không kém gì phía trước năm cỗ. Mà cửu u ma toan khí tức trên thân cũng đang nhanh chóng ngã xuống, trực tiếp từ thượng phẩm nguyên tôn rơi vào hạ phẩm thánh tôn. Năm cái tiểu cảnh giới, vẻn vẹn ngưng tụ năm cỗ linh thân, cửu u ma toan kém chút ngất đi. Tiêu Phàm cho Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông bọn họ một ánh mắt, năm người thân hình lóe lên, trong nháy mắt cùng một bộ cửu u linh thân hòa làm một thể. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân bỏ qua cửu u linh thân một khắc này, còn có cơ hội một lần nữa ngưng tụ cửu u linh thân. Đa tạ tiền bối, Tiêu Trường Phong dẫn đầu hướng về phía cửu u ma chủ hơi hơi thi lễ. Cha, không cần cảm ơn hắn, hắn phải. Tiêu Phàm cắt ngang Tiêu Trường Phong đám người nói, mấy người bất đắc dĩ cười một tiếng, thành thành thật thật đứng ở một bên. Từ đầu đến cuối, cửu u ma chủ thần sắc như thường, cũng không có nhìn nhiều Tiêu Trường Phong bọn họ một cái. Các ngươi có thể rời đi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, cửu u ma chủ ngâm khẽ một tiếng, hư không đạo kia màn ánh sáng màu xám đột nhiên tiêu tán ra. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu trước tiên thôi động cửu u linh thân, hư không vỡ ra một đường vết rách, hắn không chút do dự lách mình bước vào. Tiêu Phàm nhíu mày, cũng không có đuổi theo Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu sợ chết cũng là nên, nơi này người, hiện tại đều là Tiêu Phàm nhất phương, nếu như Tiêu Phàm muốn đối hắn làm khó dễ, hắn muốn chạy cũng khó khăn. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục chém giết Sở Lăng Tiêu tâm tư, vừa rồi nếu không phải Sở Lăng Tiêu cống hiến ra cửu u linh thân, có lẽ hắn sẽ không chết, nhưng Tiêu Trường Phong bọn họ tuyệt đối sẽ chết ở cửu u ma toan trong tay. Hắn có thể không tin, cửu u ma chủ sẽ cứu Tiêu Trường Phong bọn họ, nếu như hắn cứu giúp, phía trước thiên diện nhân vương bọn họ cũng sẽ không chết. Tiêu Phàm, cáo từ. Băng Thiền công chúa thở sâu, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái, cũng xé mở hư không chuẩn bị đi. Băng Thiền tỷ tỷ, chờ ta một chút, cách đó không xa Như Hy thấy thế, thừa dịp Tiêu Phàm không sẵn sàng, cũng lách mình vọt vào. Tiêu Phàm muốn ngăn cản, đã không kịp. Chớp mắt, Băng Thiền cung chủ mang theo Như Hy đã không thấy bóng dáng, nghĩ đến Băng Thiền cung chủ thực lực, Tiêu Phàm lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, toàn trường cũng chỉ còn lại có Tiêu Phàm, Tiêu Trường Phong, Túy Ông, Lô Chiến, Hắc Hổ Quỷ Vương cùng đầu trâu mặt ngựa đám người. Mới vừa năm cỗ phân thân, xem như thay cửu u ma toan trả nợ, ngoài ra ta còn cần hai cỗ phân thân đền bù tổn thất, không cần thánh tôn cảnh cũng được. Tiêu Phàm vội ho một tiếng. Hắn vừa rồi muốn năm cỗ linh thân, nguyên bản là cho Lô Chiến một bộ, không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu tốc độ rất nhanh, mà Lô Chiến lại không có tranh đoạt linh thân ý nghĩ. Tiêu Phàm biết rõ, nếu để cho Lô Chiến lấy được một bộ cửu u linh thân rời đi, hắn nhất định là sẽ không nguyện ý, muốn rời khỏi, hắn nhất định sẽ mang lên tô hỏa. Ta không phục, cửu u ma toan giống giận, không phải liền là ăn cửu u địa ngục mấy cái linh hồn sao, vì sao muốn đối với ta như vậy? 100 vạn năm trừng phạt, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Cửu u ma chủ cũng không mở miệng nói chuyện, lần nữa lấy tay vung lên, cửu u ma toan khí tức trên thân lần nữa ngã xuống, từ thánh tôn cảnh rơi vào bán bộ thánh tôn cảnh. Cửu u ma toan nơi nào còn dám nói nhảm, chỉ có thể trừng mắt con ngươi căm tức nhìn Tiêu Phàm. Nó không phải cửu u ma chủ đối thủ, cũng không dám ghi hận cửu u ma chủ, chỉ có thể nghĩ đến tìm Tiêu Phàm báo thù. Hư không lại ngưng tụ ra hai cỗ cửu u linh thân, chỉ là cái này hai cỗ cửu u linh thân, đều chỉ có thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi. Lô Chiến cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn mới sẽ không để ý thánh đế cảnh vẫn là thánh tôn cảnh, chỉ cần có thể cùng tô hỏa cùng một chỗ là đủ rồi. Lô Chiến triệu hồi ra tô hỏa linh hồn chi thể, nhanh chóng sáp nhập vào bên trong cửu u linh thân. Đầu trâu mặt ngựa cùng Hắc Hổ Quỷ Vương ba người, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt vẻ hâm mộ. Về sau có cơ hội, sẽ giúp các ngươi rời đi giới này. Tiêu Phàm trong bóng tối cho ba người truyền cho nhau thanh âm.
nếu như lại rút ra cửu u ma toàn lực lượng ngưng tụ phân thân, tối đa cũng chỉ là thánh đế cảnh mà thôi, đừng nói cửu u ma chủ không quá nguyện ý, chính là đầu trâu mặt ngựa cùng hắc hổ quỷ vương cũng chưa chắc nguyện ý luyện hóa. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía trời cao cửu u ma chủ nói, sự tình đã có một kết thúc, cửu u sư huynh, vậy chúng ta liền đi trước. Cửu u sư huynh, đám người nghe nói như thế, tất cả đều trợn to hai mắt, kinh ngạc tột đỉnh. Cái kia cửu u ma chủ chính là cửu u địa ngục chủ nhân, làm sao cũng là pháp tôn, thậm chí thiên tôn cấp bậc tồn tại a, nhưng hắn nhưng chỉ là Tiêu Phàm sư huynh. Há chẳng phải là nói rõ, ở Tiêu Phàm cùng cửu u ma chủ trên đầu, còn có một cái sư tôn. Buồn bực nhất phải kể tới cửu u ma toan, khi hắn nghe được mấy chữ này thời điểm, thiếu chút nữa thì không phun ra một ngụm lão huyết hôn mê. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao cửu u ma chủ đứng ở Tiêu Phàm một phương. Đây chính là người ta sư huynh, không giúp sư đệ của mình, chẳng lẽ giúp hắn sao? Cửu u ma chủ cũng không phản đối, hắn mặc dù không phải bác lão đồ đệ, nhưng từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là bác lão hậu bối. Tất nhiên Tiêu Phàm là bác lão đồ đệ, gọi là hắn một tiếng sư huynh cũng không có gì. Chờ một chút, làm Tiêu Trường Phong bọn họ chuẩn bị xé mở hư không rời đi thời khắc, cửu u ma chủ đột nhiên lại gọi lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có chút dừng lại, ngay sau đó mặt nở nụ cười nói, không biết sư huynh có gì phân phó. Nếu như là bác lão ở chỗ này, Tiêu Phàm mới không có thèm gọi cửu u ma chủ sư huynh, nhưng bây giờ, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Vạn nhất cửu u ma chủ muốn cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ, chẳng lẽ về sau bác lão thật đúng là sẽ cho hắn tìm lại mặt mũi. Lại nói, Tiêu Phàm cũng không phải loại này bản thân đánh không lại, sẽ khóc lấy hô trưởng bối người. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn giờ phút này mặt nở nụ cười, cửu u ma chủ cũng không thể cho hắn một bàn tay a. Đem ma toàn cũng mang đi ra ngoài, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Cửu u ma chủ thản nhiên nói. Tiêu Phàm trong lòng oán thầm, người nhà không phải đã bế quan hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm sao, làm sao còn phải bế quan. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm liền hiểu cửu u ma chủ ý tứ. Hắn đây là không muốn để cho cửu u ma toan tiếp tục ở tại cửu u địa ngục, để tránh ở hắn trong lúc bế quan, cửu u ma toan đem cửu u địa ngục đều làm hỏng. Cửu u ma toan con hàng này, thế nhưng là chuyên môn thôn phệ linh hồn a. Nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, Tiêu Phàm lộ ra thẹn thùng, nói, sư huynh, ngươi cũng biết, ta một khi rời đi cửu u địa ngục, cũng chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi, vạn nhất nó muốn tìm ta báo thù đây. Cửu u ma toan mặt đầy oán hận trừng mắt Tiêu Phàm, hắn thế nhưng là ước gì lưu tại cửu u địa ngục. Dù sao lấy hắn thực lực đột phá thánh tôn cảnh chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, đến lúc đó có được thân thể hắn, muốn rời khỏi cửu u địa ngục, căn bản không phải nhiều khó khăn sự tình. Cửu u ma chủ trầm ngâm lúc này, một đôi ma chảo đột nhiên bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, chỉ thấy một vệt sáng trong nháy mắt chui vào cửu u ma toan mi tâm. Giống cửu u ma toan tức giận gào thét, có thể căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nó thân hình không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu dài hơn một trượng hắc sắc sư tử, hắn chân đạp mây đen, quanh thân ma khí lượn lờ, cũng là coi như bá khí. Lúc này, cửu u ma chủ trong nháy mắt một điểm, một đạo hắc sắc lưu quang xuất vào Tiêu Phàm mi tâm. Ở ta xuất quan trong lúc đó, nó tạm thời đợi ở bên người ngươi. Nếu như cửu u địa ngục xảy ra vấn đề gì, vì ngươi là hỏi. Tiêu Phàm bên tai quanh quẩn cửu u ma chủ lời nói. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhếch miệng cười nói, sư huynh, yên tâm đi, nó không nổi lên được cái gì sóng lớn. Tiêu Phàm trong lòng hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cửu u ma chủ vậy mà cho hắn một đạo khống chế cửu u ma toan thủ ấn. Kể từ đó, bản thân chẳng phải là về sau có thể sai sử cửu u ma toan. Cái này cùng bản thân thu phục cửu u ma toan không có quá nhiều khác biệt a. Cửu u ma toan mặc dù chỉ còn lại có bán bộ thánh tôn cảnh tu vi, nhưng hắn là thực sự bán bộ thánh tôn cảnh a, không giống chính hắn, một khi rời đi cửu u địa ngục, khả năng lại bị đánh về nguyên hình. Cút đi, cửu u ma chủ cũng hơi không kiên nhẫn, phất tay, hư không một lỗ hổng khổng lồ xé mở, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, đem Tiêu Phàm bọn họ tất cả đều nuốt vào. Dù cho thượng phẩm nguyên tôn Tiêu Phàm, cũng ngăn cản không nổi cỗ kia thôn phệ chi lực.
đang bị vòng xoáy cắn nuốt một sát na kia, tai của hắn bờ lại vang lên cửu U Ma chủ lời nói, tiểu tử, ngươi còn có chút cốt khí, không có sử dụng ta đưa cho ngươi bảo mệnh át chủ bài, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, bản thân tự giải quyết cho tốt. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, hắn phát hiện, trên người mình cái viên kia khô lâu lệnh bài đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên là bị cửu U Ma chủ thu về. Tiêu Phàm bĩu môi, cái này cửu U Ma chủ cũng quá hẹp hòi, cho ra đi đồ vật, còn có thể thu hồi hay sao? Hắn còn chuẩn bị dùng một mai này khô lâu lệnh bài, lợi dụng một chút u minh địa ngục đây. Hiện tại xem ra, bản thân sợ là uổng công vui vẻ một cuộc. Bất quá nghĩ đến bản thân chuyến này thu hoạch, Tiêu Phàm lại bình thường trở lại, linh hồn hắn chi thể bên trong ẩn chứa dồi dào năng lượng, đoán chừng có thể trợ giúp hắn linh hồn đột phá chân chính thánh tôn cảnh. Thậm chí, nhục thân cũng có thể đột phá một hai cái cảnh giới. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không kiềm hãm được nở nụ cười, chỉ là vòng xoáy cỗ kia áp lực cũng từ từ lớn lên, hắn linh hồn chi thể ý thức chậm rãi mơ hồ. Vô tận thần phủ, lúc trước Tiêu Phàm độ thánh đế kiếp vị trí. Hồ hồ đại địa phía trên, đột nhiên toát ra cuồn cuộn ma khí, một cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện, hù dọa bốn phía không ít tu sĩ. Nơi nào có dị động, nhanh đi bẩm báo phó phủ chủ. Có người lên tiếng kinh hô. Siêu siêu, mấy bóng người cấp tốc hướng về thông hướng vô tận thần phủ truyền tống trận đi, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Bất quá, còn có một vài người lưu lại, nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy bên trong. Thật lâu, làm vòng xoáy ổn định lại thời khắc, lần lượt từng bóng người từ vòng xoáy bên trong phun ra, rơi đập ở vòng xoáy bốn phía. Ngay sau đó, vòng xoáy chậm rãi biến mất, dung nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, mà trên mặt đất lại là xuất hiện tốt mấy bóng người. Ai, quên cùng Hắc Hổ Quỷ Vương cùng đầu trâu mặt ngựa bàn giao vài câu. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, hắn nguyên bản còn muốn để Hắc Hổ Quỷ Vương ba người hảo hảo kinh doanh cửu U địa ngục, đến lúc đó đem cửu U địa ngục bên trong sinh linh nghĩ biện pháp chuyển vào thế giới của mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, cửu U ma chủ vậy mà trực tiếp đuổi người, đem bọn hắn ném ra cửu U ma cốc. Tiêu Phàm ý thức còn có chút mơ hồ, hắn xốc lên xiêm y của mình, lại là phát hiện ngực khô lâu hỏa diễm ấn ký cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh, không gian ý thức bên trong linh hồn chi thể, lực lượng bỗng tăng vọt, tựa như xuyên phá tầng cuối cùng gông cùm xiềng xích, bước vào một cái cấp độ mới tinh. Thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm trong lòng kinh hỉ, hắn cắn nuốt năm cỗ cửu u linh thân năng lượng phụng dưỡng, thực để hắn linh hồn lực lượng bước vào thánh tôn cảnh. Về sau nếu như gặp gỡ bình thường thánh đế cảnh tu sĩ, hắn linh hồn lực lượng đều có thể triệt để nghiền ép đối phương, căn bản cũng không cần xuất thủ. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, linh hồn chi thể bên trong năng lượng ẩn chứa quá dồi dào, lấy về phần nhục thân đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Một cỗ bá đạo năng lượng từ Tiêu Phàm thể nội bộc phát ra, cuồng quyền Tiêu Phàm toàn thân kinh mạch, trong đan điền ba cái nguyên tuyển cũng điên cuồng chuyển động lên. Đan điền bên trong nguyên lực cũng điên cuồng tăng vọt, vọt thẳng phá thánh đế cảnh tiền kỳ trói buộc, đạt đến thánh đế cảnh trung kỳ. Thánh đế cảnh trung kỳ, thật lâu, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Thượng phẩm nguyên tôn năng lượng ngưng luyện nguyên lực, vậy mà vẻn vẹn nhường hắn đột phá thánh đế cảnh trung kỳ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chí ít cũng phải đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ đây. Ba cái nguyên tuyền, cố nhiên là ta nguyên lực kéo dài hơn. Có thể nghĩ muốn đột phá, cũng cần càng nhiều năng lượng. Tiêu Phàm đối với mình càng hiểu hơn thêm vài phần. Thánh đế cảnh trung kỳ liền thánh đế cảnh trung kỳ A, dù sao cũng so thánh đế cảnh tiền kỳ tốt. Cũng may hắn linh hồn chi thể đột phá đến thánh tôn cảnh, chỉ ít ở thánh tôn cảnh trước đó, hắn cảnh giới không có quá nhiều gông cùm xiềng xích. Tiêu Trường Phong, túy ông đám người đứng ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi Tiêu Phàm, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài. Thí thần cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bất quá, thí thần trên người năng lượng ba động, rõ ràng so Tiêu Phàm mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, quanh người hắn còn có khí số lưu chuyển, dung nhập nhục thân. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm khí tức trên thân lúc này mới bình ổn xuống tới, hắn chậm rãi đứng dậy, một lần này cửu u địa ngục chuyến đi, coi như nhường hắn tương đối hài lòng. Phàm Nhi, lúc này, Tiêu Trường Phong đột nhiên đi tới. Trên mặt lộ ra ngưng trọng. Cha,
Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, vô luận là đột phá thánh đế cảnh trung kỳ, vẫn là phụ tử gặp lại, cũng là đại hỷ sự. Người đột phá thánh đế cảnh, sao lại không có tác dụng khí số thối thể? Tiêu Trường Phong hít sâu một cái nói. Khí số thối thể, Tiêu Phàm sững sờ, trong lúc nhất thời không minh bạch là có ý gì. Lúc này, Túy ông cũng đi tới, lo lắng nói, đột phá thánh đế cảnh, có thể dùng khí số thối thể, nhưng chúng ta vừa mới nhìn thấy người đột phá, trên người căn bản không có khí số lưu động. Dừng một chút, Túy ông lại giải thích nói, thánh đế cảnh sở dĩ cùng đại đế cảnh khác biệt, một là thân thể thoát ly thế giới trói buộc, để thể nội thế giới trở thành một độc lập thể. Hai là khí số rèn luyện thân thể, để nhục thân đạt tới một loại cực hạn, thậm chí một quyền có thể đánh nát phổ thông đại thế giới, có thể so với đỉnh cấp thánh giai pháp bảo. Mà cái này, cũng là ở vì đột phá thánh tôn cảnh làm chuẩn bị, đột phá thánh tôn cảnh, cần khí số nhập thể, rèn đúc vô thượng kim thân, đạt tới đỉnh phong, cơ hồ bất tử bất diệt. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, không phải hắn không có sử dụng khí số rèn luyện thân thể, mà là hắn căn bản cũng không có dư thừa khí số. Ở đại đế cảnh thời điểm, hắn nhất định phải dùng nhục thân gánh chịu thế giới, liền bắt đầu một mực dùng khí số rèn luyện thân thể. Bởi vì nhục thân cường độ không đủ, đột phá thời khắc cũng sẽ bị thế giới của mình nghiền nát. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không biết làm sao cùng Tiêu Trường Phong cùng Túy ông giải thích, hắn cũng không thể nói cho hai người, mình là thiên đố chi nhân, một mực đi một đầu người khác không có đi qua đường. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là nói cha, lão sư, các ngươi không cần lo lắng, thân thể của ta tương đối đặc thù. Tiêu Trường Phong cùng Túy ông nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn ra đối phương phỏng đoán, chỉ là không có giải thích mà thôi. Vậy ngươi đột phá thánh tôn cảnh, không cách nào rèn đúc vô thượng kim thân làm sao bây giờ? Tiêu Trường Phong lại nói. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp a. Tiêu Phàm thở dài. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao nhục thân của mình có thể so với thánh giai pháp bảo, không chỉ là hắn tu luyện tu la cửu biến nguyên nhân, còn có hắn để một mực để khí số rèn luyện thân thể nguyên nhân. Một bước này, người khác bình thường đều là ở thánh tôn cảnh mới đi làm, mà hắn Tiêu Phàm, lại ở đại đế cảnh liền bắt đầu làm. Nếu là bị người biết rõ, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng nghĩ đến một vấn đề, bản thân bây giờ đột phá thánh đế cảnh trung kỳ, có thể gánh chịu khí số khẳng định cũng càng nhiều, phải chăng có thể mượn dùng vô chủ khí số tiếp tục rèn luyện thân thể đây? Nếu là mình ở thánh đế cảnh tiếp tục dùng khí số rèn luyện thân thể, một khi đột phá thánh tôn cảnh, hắn vô thượng kim thân, tất nhiên so người khác cường đại không chỉ một hai cái cấp độ A. Quay đầu tìm cơ hội thử xem, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, nhìn thấy Tiêu Trường Phong còn muốn hỏi thăm cái gì, Tiêu Phàm vội vàng nói tránh đi cha, mẹ cùng muội muội biết rõ ngươi trở về, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Tiêu Trường Phong cười gật đầu, nói ta cũng hơn mấy ngàn năm không thấy mẹ con các nàng. Cửu U địa ngục cùng thái cổ thần giới tốc độ thời gian trôi qua là 101, Tiêu Trường Phong chết hơn 30 năm, đổi thành cửu U địa ngục thời gian, vậy thật là hơn 3.000 năm a. Đúng rồi, ta không biết rõ tiến vào cửu U địa ngục bao lâu thời gian. Tiêu Phàm âm thầm cô một tiếng. Lão Tam Tam ca, công tử, lúc này, từng đạo kinh ngạc vui mừng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lại là Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Quân Nhược Hoan bọn họ bay vụt mà tới, đám người một trận chào hỏi. Nhìn thấy Tiêu Phàm sống sót xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng tảng đá lớn cũng tất cả đều rơi xuống. Huyết Vô Tuyệt ở nhìn thấy Túy Ông cùng Lô Chiến thời điểm, càng là toàn thân kích động run rẩy hết sức, trực tiếp ở Túy Ông trước người quỳ xuống. Thật lâu, đám người lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, ta ly khai bao lâu thời gian, man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương người đâu. Ngày đó nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm thúc giục cửu U địa ngục lối vào, đem hoang nguyên cực, hoang kiếm cùng cơ tuần thiên đều mang vào cửu U địa ngục. Cuối cùng hoang nguyên cực cùng hoang kiếm đều chết ở trong tay hắn, chỉ có cơ tuần thiên trốn được. Bất quá, cơ tuần thiên muốn từ cửu U địa ngục sống sót đi ra, hơn phân nửa cũng là không thể nào. 12 ngày không đến, Nam Cung Tiêu Tiêu giải thích nói. 12 ngày sao, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, may mắn bản thân trở về coi như kịp thời.
nguyên bản hắn làm tốt ở một trong vòng 2 năm một lần nữa trở lại thái cổ thần giới, sự tình so với hắn tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, hắn ở cửu u địa ngục, vẻn vẹn ngốc thời gian 3 năm mà thôi. Đổi thành thái cổ thần giới thời gian, hắn ở 12 ngày thời gian bên trong, không khỏi đột phá đến thánh đế cảnh trung kỳ, còn lộ ra ba cái chân chính thánh tôn cảnh cường giả. Tiêu Trường Phong, Túy Ông cùng Long Vũ ba người, đều là chân chính thánh tôn cảnh, dù chỉ là hạ phẩm thánh tôn, nhưng ở nhân tộc 3000 vực, cơ hồ có thể đi ngang. Man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương, man hoang thần vệ cùng hoàng cực thần vệ, tạm thời đều bị chúng ta giết lùi, bất quá, theo chúng ta thu thập tình báo, hai đại cổ cương vô cùng có khả năng xuất động thúc lão. Nam Cung Tiêu Tiêu sát khí nặng nề nói, cùng vừa rồi so sánh, hoàn toàn biến thành người khác một dạng. Vậy liền để bọn họ có đi mà không có về. Tiêu Phàm con người hung ác, hàn khí bắn ra bốn phía. Công tử, chúng ta vẫn cẩn thận chút, những đại gia tộc kia túc lão, đều là bán bộ thánh tôn cảnh tu vi. Quân Nhược Hoan nhắc nhở. Không có thánh tôn cảnh sao? Tiêu Phàm hỏi. Ách, Quân Nhược Hoan sững sờ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Bán bộ thánh tôn cảnh đều muốn cẩn thận đối đãi, cái kia chân chính thánh tôn cảnh. Như thế nào vô tận thần phủ có thể địch? Có hay không? Tiêu Phàm lại hỏi. Hẳn không có, thánh tôn cảnh bình thường đều sẽ bị thiên hoang chiêu mộ. Quân Nhược Hoan suy nghĩ một chút nói. Không có sao, Tiêu Phàm đột nhiên nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn về phía Túy Ông cùng Tiêu Trường Phong nói cha, lão sư, ta thụ khi dễ, các ngươi làm trưởng bối, không ngại cho ta đi báo thù à? Báo thù? Những người khác vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như không phải Tiêu Phàm khí tức không thay đổi, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm là giả mạo đây. Ngươi một cái thánh đế cảnh, muốn đi hoang ra báo thù. Tùy thời đều có thể. Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông gật đầu cười một tiếng, bọn họ cũng coi là nhân họa đắc phúc, đã từng tiểu thế giới tiểu tu sĩ, bây giờ lại trở thành thánh tôn cảnh cường giả. Đám người như nhìn tên điên một dạng nhìn xem Tiêu Phàm mấy người. Các ngươi xác định không phải đem làm trò đùa. Ngươi nghĩ chạy chỗ nào đây? Tiêu Phàm sắc bén con ngươi đột nhiên xuyên qua đám người, rơi vào nơi xa chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh hắc sắc sư tử trên người. Cửu U Ma Toan nhìn thấy Túy Ông bọn hắn ánh mắt không ở nó trên người, nó chuẩn bị lặng lẽ chạy trốn, không nghĩ tới bị Tiêu Phàm phát hiện. Giống Tiêu Phàm vừa dứt lời, Cửu U Ma Toan nổi giận gầm lên một tiếng, một vệt kim quang ở trong đầu của hắn nở rộ. Đầu cảm giác muốn nổ tung một dạng. Cái này tự nhiên là cửu U Ma chủ lưu cho Tiêu Phàm khống chế cửu U Ma Toan thủ đoạn. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, rơi vào cửu U Ma Toan trên lưng, lạnh giọng nói, ngươi tốt nhất đừng chạy, lần sau, cũng không phải là đơn giản nhức đầu, có thể muốn ngươi mệnh. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người hàn khí, cửu U Ma Toan không khỏi dùng mình một cái. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Tiêu Phàm chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ. Có thể hắn thấy, so trước đó thượng phẩm nguyên tôn tu vi càng đáng sợ hơn, để cho người ta sợ hãi. Quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đám người cảm nhận được cửu U Ma Toan khí tức trên thân lúc, con người hơi hơi co rụt lại. Vừa rồi cửu U Ma Toan bùng nổ lực lượng, tuyệt đối là đỉnh cấp thánh đế cảnh A, loại khí tức này, bọn họ ban đầu ở hoang nguyên cực trên người cảm thụ qua. Thậm chí, cửu U Ma Toan khí tức trên thân càng mạnh. Tiêu Phàm chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ mà thôi, thậm chí ngay cả bán bộ thánh tôn cảnh đều bị hắn khống chế. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao Tiêu Phàm dám đi báo thù, liền cái này cửu U Ma Toan, đoán chừng liền phải để hoang gia cùng cơ gia bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, Tiêu Phàm báo thù, căn bản không nghĩ tới để cửu U Ma Toan xuất thủ, cha hắn cùng lão sư nhưng là chân chính thánh tôn cảnh A. Quét ngang hoang gia cùng cơ gia hẳn không có bao lớn vấn đề a. Phàm Nhi, ta và ngươi cha hai người thực lực còn không có thích ứng, đoán chừng cần nửa tháng. Túy Ông đột nhiên trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, Túy Ông cùng Tiêu Trường Phong số từ ngàn năm nay, cũng là linh hồn chi thể, dù cho cửu U linh thân cũng là thánh tôn cảnh, nhưng còn phải cần một khoảng thời gian dung hợp. Chí ít, nhục thân lực lượng. Bọn họ còn chưa khống chế hoàn toàn. Tốt rồi, mọi người đi xuống trước đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chờ lấy hoang gia người tới cửa. Tiêu Phàm nhìn về phía chúng nhân nói. Đúng, đám người gật đầu hẳn là, sau đó nhao nhao rời đi,
chỉ có số ít mấy người lưu lại. Tiêu Phàm lại để cho Quân Nhược Hoan cho Túy Ông, Lô Chiến, Long Vũ cùng Cửu U Ma Toan bọn họ an bài chỗ ở, mà chính hắn là mang theo Tiêu Trường Phong đi gặp Sở Lăng Vi. Long Vũ nhìn qua Tiêu Phàm rời đi, mím môi một cái, cuối cùng lời đến khóe miệng ngữ, bị nàng nuốt xuống. Một tòa sân nhỏ, làm Tiêu Phàm mang theo Tiêu Trường Phong xuất hiện thời khắc, Sở Lăng Vi trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ, hai mắt đỏ bừng, nhiệt lệ nhìn không được dâng lên, cũng nhìn không được nữa nhào tới. Hai vợ chồng trải qua vô số gặp trắc trở, bây giờ rốt cục không cần tiếp qua thời gian khổ cực, một bên Tiêu Phàm trên mặt cũng không kiềm hãm được lộ ra nụ cười. Hắn chỉ cảm thấy não hải một trận thanh minh, một đạo chấp niệm cũng triệt để tiêu tán. Tiêu Phàm lặng lẽ rời đi, không có quấy rầy bản thân cha mẹ. Biến mất hơn 10 ngày, Vô Tận Thần Phủ cũng còn có thật nhiều sự tình cần hắn xử lý. Bất quá, bây giờ có Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông bọn họ trấn tràng, Tiêu Phàm đối mặt man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương, cũng lại không sợ hãi. Hoa thời gian một ngày, Tiêu Phàm xử lý xong tất cả mọi chuyện. Công tử, lúc này, một đạo vội vàng thanh âm từ ngoài điện vang lên, lại là Long Thần vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa. Long Thần, người không phải đi gặp Long Vũ sao, thế nào? Tiêu Phàm trong lòng có loại dự cảm xấu. Ta gặp được cửu muội, nhưng làm ta vừa mới xử lý xong sự tình lại đi tìm nàng thời điểm, nàng đã đi. Long Thần trên mặt đều là vẻ lo lắng, trong tay còn nắm một phong thư từ. Tiêu Phàm tiếp nhận thư từ, nhìn thoáng qua. Phía trên chỉ có đơn giản bốn chữ, sau này còn gặp lại. Ngắn ngủi bốn chữ, lại giống như một đạo sét đánh, trọng trọng đánh vào Tiêu Phàm trong lòng, hắn luôn cảm giác muốn mất đi một những thứ gì. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, bản thân đối Long Vũ thực chỉ có bằng hữu tình nghĩa sao? Vậy sao, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không muốn nhìn thấy Long Vũ ngoài ý muốn nổi lên. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Long Vũ đã nói với hắn những chuyện kia. Hít sâu một cái nói, Long Thần, cho ta đi thu thập băng tộc tất cả tin tức. Long Thần không biết vì sao, nhưng vẫn gật đầu, con người kiên định nói tốt. Hắn cũng là quyết định nhanh chóng người, quay người liền rời đi. Tiêu Phàm vuốt vuốt Thái Dương huyệt, hắn biết rõ, bây giờ Long Vũ, đã không chỉ là lúc trước Long Vũ, nàng linh hồn dung hợp một phần khác ký ức. Có lẽ, nàng lần này rời đi, không chỉ là nàng bản thân ý nguyện. Càng nhiều hơn chính là một phần khác trí nhớ chấp niệm. Linh Nhi, Sở Phiền cùng Thạch Thánh ba người bọn hắn cũng ly khai rất nhiều năm, một mực không có tin tức gì. Tiêu Phàm lại thầm tự lẩm bẩm một câu. Bây giờ Vô Tận Thần Phủ, đã đủ để che chở bọn họ, Tiêu Phàm không nghĩ bản thân thân bằng hảo hữu tiếp tục xông xáo bên ngoài. Thực lực cường đại còn có thể, thực lực yếu, thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Có lẽ... cũng cần phải đem Lão Đại và Tiểu Kim bọn họ dẫn trở về. Tiêu Phàm thở sâu, ngay sau đó sắc mặt ngưng tụ, lạnh giọng nói, bất quá việc cấp bách, vẫn là xử lý sạch Hoang Gia cùng Cơ Gia lại nói, bằng không bọn họ còn tưởng rằng ta Vô Tận Thần Phủ là có thể tùy ý vân vê quả hồng mềm. Nói xong, Tiêu Phàm quay người đi vào Trắc Điện, tiến nhập trạng thái tu luyện, hoa 7 ngày thế ra, hắn mới hoàn toàn thích ứng thực lực bản thân. Lúc này, ở trước mặt hắn, trưng bày một cái hắc sắc hộp ngọc, trong hộp ngọc, có từng đoàn kim sắc quang mang. Thánh đế cảnh có thể dùng khí số rèn luyện thân thể, thánh tôn cảnh khí số dung nhập nhục thân, không biết ta nhục thân, còn có thể hay không dung luyện càng nhiều khí số. Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt có chút chờ mong, đồng thời cũng sợ để cho mình thất vọng. Ngay sau đó, Tiêu Phàm há miệng hút vào, cái kia từng đoàn kim sắc khí số trong nháy mắt bị hắn nuốt vào trong bụng. Tiến nhập kinh mạch bên trong, bắt đầu không ngừng du tẩu. Đồng thời, hắn vận chuyển Vô Tận Chiến Điển đệ lục trọng, rèn luyện toàn thân kinh mạch. Có thể, sau một khắc, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn phát hiện, nhục thân của mình lại có thể thôn phệ càng nhiều khí số. Vừa rồi cái kia kỷ nguyên khí số, vẻn vẹn một cái hô hấp, liền bị nhục thân hấp thu. Phải biết, hắn ở đại đế cảnh, nhục thân liền đã dung hợp một hồi nguyên khí số A. Dòng dã hơn 10 vạn nguyên. Nhưng hiện tại, hắn nhục thể lại còn có thể thôn phệ. Cứ như vậy, ta chẳng phải là thiếu dùng khí số rèn luyện thân thể một bước, trực tiếp cùng thánh tôn cảnh đồng dạng, khí số nhập thể. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra thoải mái. Có lẽ,
hắn muốn sớm rèn đúc ra vô thượng kim thân. Liền nhanh như vậy đến tìm cái chết. Đột nhiên, Tiêu Phàm con người phát lạnh, lạnh lùng nhìn xem ngoại giới, tựa như không nhìn cung điện ngăn cản. Vô tận thần vực phương Tây, trận pháp kết giới nơi ở. Từng chiếc thần trụ bay lượn mà tới, đâm vào một đạo vô hình màn sáng phía trên, màn sáng chán phóng cường đại quang mang, ngưng tụ thành từng đạo lợi mang chém ra. Phía trước nhất một chiếc thần trụ phía trên vô số tu sĩ đầu tiên là lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy thần trụ bong thuyền phía trước nhất đứng đấy một cái hắc bào lão giả, nhẹ nhàng phất tay, những cái kia lợi mang lập tức tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, hắc bào lão giả bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, hư không ngưng tụ ra một đạo trưởng cương, trọng trọng đập vào màn sáng phía trên. Oanh một tiếng nổ vang, màn sáng trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Từ đầu đến cuối, thần chu tốc độ không giảm mảy may, trực tiếp xông vào vô tận thần vực, tựa như vừa mới cái gì đều không phát sinh đồng dạng, mặt khác thần chu cũng nhanh chóng đi theo lái vào, khí thế hùng hổ. Thần chu hậu phương tu sĩ, tất cả đều vẻ mặt kính sợ nhìn xem hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả đứng chắp tay, con người đen nhánh tràn đầy lạnh lẽo, thản nhiên nói, dạng này trận pháp, cũng có thể lưu lại lão tam. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia khinh thường, trên người chán phóng như có như không sát ý. Nhị tổ, mọi thứ cẩn thận là hơn, chúng ta là vì tìm tam tổ mà đến, không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Hắc bào lão giả một bên một người mặc hắc sắc chiến giáp nam tử hít sâu một cái nói. Hắn trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, thiên hoang thế nhưng là có một quy củ, trong vòng 10 năm, thánh đế cảnh đỉnh phong không thể tiến vào vô tận thần phủ tàn sát. Trước đó hoang nguyên cực cùng hoang kiếm đám người đối Tiêu Phàm xuất thủ, đã coi như là phá hư quy củ. Hiện tại bọn hắn lại gióng trống khua chiêng đi tới vô tận thần phủ, nếu là bị thiên hoang biết được, thật đúng là không thể thiếu một chút phiền toái. Vô tận thần phủ tất nhiên có thể trở thành nhân tộc đệ lục đại thế lực. Ở thiên hoang, hiển nhiên cũng là có người ủng hộ. Hừ, vô tận thần phủ giết ta hoang gia túc lão, chẳng lẽ còn không cho phép lão hủ tìm đến người sao? Hắc bào lão giả lại là cực kỳ khinh thường, trong mắt lóe lên nồng nặc miệt thị. Một cái tân tấn thế lực mà thôi, cũng muốn cùng man hoang cổ cương quyền thế ngang nhau, dựa vào cái gì? Huống hồ, bọn họ lần này tới, chủ yếu là cứu hoang nguyên cực, cũng không phải công kích vô tận thần phủ. Dù cho thiên hoang biết rõ, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, nếu là có thể thuận tay giết Tiêu Phàm, diệt đi vô tận thần phủ, đó là không thể tốt hơn nữa. Hắc sắc chiến giáp nam tử đắng chát cười một tiếng, tất nhiên nhị tổ kiên quyết như thế, hắn nói lại nhiều cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Huống chi, trong lòng của hắn cũng muốn diệt đi vô tận thần phủ. Nếu như thừa dịp thiên hoang không phản ứng kịp, bản thân man hoang cổ cương diệt vô tận cổ cương, chẳng lẽ thiên hoang sẽ còn thực đối phó man hoang cổ cương hay sao? Nghĩ vậy, hắc sắc chiến giáp nam tử con ngươi cũng biến thành trở nên kiên nghị. Dừng lại, lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, phía trước mấy chục đạo lưu quang bay vụt mà tới, ngăn tại thần chu trước mặt. Người đến người nào, đây là vô tận thần vực, người xông vào, giết không tha. Một người cầm đầu tướng sĩ mặt âm trầm nhìn xem đối diện từng chiếc thần chu. Nói ra lời này thời khắc, phía sau lưng của hắn đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, cái trán cũng chỗ sâu tỉ mỉ giọt nước. Mặc dù hắn chỉ là một cái tuần tra đối đội trưởng, thần vương cảnh thực lực, nhưng hắn lại không ngốc, thấy thế nào không ra những người này kẻ đến không thiện đây. Thế nhưng là, thân làm vô tận thần phủ người, hắn biết rõ, mình không thể lui lại, không thể chướng người khác uy phong. Ngươi nói thêm câu nữa, ngươi muốn giết ai? Hắc bào lão giả còn không có mở miệng, bên cạnh hắn hắc sắc chiến giáp nam tử lại là quát lạnh một tiếng, thánh đế cảnh khí tức mãnh liệt cuộn trào ra, ngập trời thánh uy trấn áp tại mấy cái kia tuần tra thủ vệ trên người. Phốc phốc, mấy người chỗ nào chịu được cỗ uy áp này, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể càng là giống như phía dưới như sủi cảo, cực tốc rơi xuống phía dưới. Bọn họ mạnh nhất chỉ là thần vương cảnh mà thôi. Mấy người khác vẫn là cổ thần cảnh, có thể ở thánh uy chân áp xuống bất tử, đã coi như là đối phương hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, hắc sắc chiến giáp nam tử hạ thủ lưu tình, cũng không phải không nguyện ý giết người, mà là muốn bắt mấy người kia tới hỏi một vài vấn đề. Các ngươi phủ chủ đều đã chết,
còn bảo vệ nơi này làm cái gì? Hắc sắc chiến giáp nam tử cười khẩy, lấy tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình lập tức bắt được mấy cái kia tuần tra thủ vệ. Tuần tra thủ vệ thân thể không bị khống chế, nhanh chóng hướng về thần chu phương hướng lướt tới. Hồng hộc, nhưng mà, cũng đúng lúc này, một đạo lợi mang nghịch thiên mà lên, bay thẳng hắc sắc chiến giáp nam tử đi. Hừ, hắc sắc chiến giáp nam tử lạnh rên một tiếng, cái kia lợi mang đột nhiên nổ tung, hóa thành mãnh liệt năng lượng ba động trùng kích tứ phương. Đồng thời, mấy cái kia tuần tra thủ vệ thoát ly khống chế của hắn, bị một cỗ lực lượng khác mang theo lui lại hơn 10 dặm. Đó là một cái toàn thân che kín vảy giáp màu đen, đỉnh đầu có một đôi long hình sừng tu sĩ, chính lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn không phải người khác, chính là U Ma. Từ khi Tiêu Phàm mang theo Hoang Nguyên Cực bọn họ biến mất sau, Vô Tận Thần Phủ Thánh Đế cảnh cường giả đều trong bóng tối thủ hộ ở Vô Tận Thần vực giáp danh, U Ma cảm nhận được man hoang cổ cương trên người tu sĩ khí tức, liền nhanh chóng hướng về nơi này chạy đến. Man hoang cổ cương người, U Ma biến thành hình người, lông mày hơi nhíu. Hắn mặc dù đột phá đến Thánh Đế cảnh, nhưng chỉ là tiền kỳ mà thôi, đối diện cái kia hắc sắc chiến giáp nam tử, đều là Thánh Đế cảnh đỉnh phong, căn bản không phải hắn có thể địch. Long tộc, hắc bào lão giả mở miệng, nói, ngươi có thể nguyện gia nhập ta hoang gia. Nói đến, hoang gia cùng long tộc, cũng có chút sâu xa. Điểm này hắc bào lão giả thật cũng không nói dối, hoang vô cương thế nhưng là có được long tộc huyết mạch. Rời khỏi Vô Tận Thần vực, bằng không, chiến, U Ma không có quá nhiều lời nói, khí thế lạnh băng băng nở rộ mà ra. Đáng tiếc, hắc bào lão giả nhàn nhạt lắc đầu. Lời còn chưa dứt. Phía sau hắn đột nhiên xông ra bốn bóng người, lao thẳng tới U Ma đi. Từ trên người bọn họ khí tức phán đoán, cũng đều là Thánh Đế cảnh trung kỳ, bốn cái Thánh Đế cảnh trung kỳ, vây công mà tới, U Ma cũng không nhịn được cau mày. Chỉ thấy hắn giơ tay hất lên, đem mấy cái kia tuần tra thủ vệ mang đến hậu phương, mà chính hắn là chuẩn bị liều chết một trận chiến. Bốn cái Thánh Đế cảnh trung kỳ, cũng đủ để giết chết hắn, trời mới biết những cái kia thần chu tốt nhất phương. Còn có bao nhiêu Thánh Đế cảnh cường giả. Bất quá, hắn cũng không có lùi bước ý tứ, cùng lắm thì liều chết đánh cược một lần. Cũng coi như U Ma làm tốt liều mạng một trận chiến thời khắc, hư không đột nhiên xảy ra dị biến. Thình thịch, chỉ thấy thẳng hướng hắn bốn cái Thánh Đế cảnh trung kỳ, đột nhiên quỷ dị tại hư không nổ tung lên, cuồn cuộn huyết phụ tràn ngập hư không, huyết tinh hết sức. Một màn này, để người ở chỗ này đều lấy làm kinh hãi. Đây chính là Thánh Đế cảnh trung kỳ A, hơn nữa còn là bốn cái, vậy mà liền như vậy không giải thích được chết. Ai, hắc sắc chiến giáp nam tử sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng, lạnh lùng nhìn xem bốn phía. Man hoang cổ cương, thật coi ta Vô Tận cổ cương không người sao. Nếu đã tới, cái kia cũng sẽ không cần đi. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm từ phía chân trời truyền đến, một điểm đen nhanh chóng biến lớn. Hai cái thời gian hô hấp. Bốn bóng người liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Công tử, U Ma nhìn thấy bốn bóng người kia, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một đầu hắc sắc sư tử trên lưng Tiêu Phàm, không khỏi kinh hỉ kêu lên. Hơn 10 ngày phía trước, Tiêu Phàm mang theo một cái bán bộ thánh tôn, hai cái thánh đế đỉnh phong biến mất, bọn họ nguyên bản đối Tiêu Phàm sống sót đã không ôm hy vọng quá lớn. Những ngày qua đến nay, bọn họ đều lo lắng sợ hãi. Sợ man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương người thừa nước đục thả câu. Hôm nay nhìn thấy man hoang cổ cương người giết đến, U Ma đã làm xong liều chết chuẩn bị. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà còn sống trở về. Đối diện man hoang cổ cương tu sĩ, vẻ mặt phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ mặc dù không biết cái kia bốn cái thánh đế cảnh trung kỳ là như thế nào chết, nhưng bọn hắn biết rõ, khẳng định cùng đối diện bốn người có quan hệ. Tiêu Phàm, hắc sắc chiến giáp nam tử mặt âm trầm, nhìn xem Tiêu Phàm nói, người dám giết ta hoang gia người. Hoang gia nhiều lần xuất nhập man hoang cổ thành, rất nhiều người đều biết Tiêu Phàm, huống chi, bọn họ đều là vì chém giết Tiêu Phàm mà đến, tự nhiên liếc mắt nhận ra được. Người đều chạy đến ta Vô Tận Thần vực giết ta Vô Tận Thần phủ người, ta ở Vô Tận Thần vực, lại vì sao không dám giết người man hoang cổ cương người. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem hắc sắc chiến giáp nam tử. Cái kia con ngươi, liền tựa như lại nhìn một cái giống như kẻ ngu. Hắc sắc chiến giáp nam tử nhíu mày,
trong lúc nhất thời không biết nói gì. Những người khác sững sờ, cái này Tiêu Phàm mà nói rất có đạo lý. Bọn họ tới nơi này, trừ bỏ tìm bọn hắn tam tổ hoang nguyên cực bên ngoài, còn vì diệt sát Tiêu Phàm mà đến. Nơi này chính là vô tận thần phủ địa bàn, bọn họ đều dám ở chỗ này giết người, cái kia Tiêu Phàm vì sao không dám ở nơi này giết bọn hắn đây? Là ai cho các ngươi lá gan, tiến vào ta vô tận thần vực giết người? Tiêu Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Cuồn cuộn sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra, hư không đều ngưng kết thành băng xương, hư không càng là có xương lạnh bay xuống. Ta Hoang gia nhị tổ ở đây, há lại cho ngươi làm càn. Hắc sắc chiến giáp nam tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, một bước tiến lên, khí tức mạnh mẽ bay thẳng Tiêu Phàm đi, còn không đem tam tổ phóng xuất. Vừa mới chết cái Hoang lão tam, hiện tại lại tới cái không sợ chết Hoang lão hai. Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem đối diện hắc bào lão giả. Một bên U Ma thở sâu, nhịn không được nhìn nhiều Tiêu Phàm vài lần. Nếu như không phải Tiêu Phàm khí tức trên thân không thay đổi, hắn còn tưởng rằng là Tiêu Phàm cửu nhân giả mạo. Lời nói này cũng quá bá đạo, trước đó Tiêu Phàm chiến Hoang Nguyên Cực thế nhưng là cực kỳ gian tân a, tốn sức trăm cay nghìn đắng mới giết chết Hoang Nguyên Cực. Nhưng Tiêu Phàm lời nói lại là nói hết sức nhẹ nhõm, thậm chí đem hắc bào lão giả kia Hoang nhị tổ đều nhìn thành người chết, cái này khiến U Ma làm sao bình tĩnh. Có vẻ như Tiêu Phàm cũng không phải khoác lác người a, nghĩ vậy, hắn không tự chủ được nhìn về phía hai người bên cạnh, chẳng lẽ là hai người này cho Tiêu Phàm lực lượng. Đứng ở bên người Tiêu Phàm hai người không phải người khác, dĩ nhiên chính là Túy Ông cùng Tiêu Trường Phong. Có bọn họ hai đại thánh tôn cảnh cường giả lần nữa, một cái bán bộ thánh tôn cảnh, một đám phổ thông thánh đế cảnh, Tiêu Phàm há lại sẽ để ở trong lòng chớ. Ngươi tự tìm cái chết. Hắc bào nam tử sầm mặt lại, bỗng nhiên đạp không hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Thánh đế cảnh đỉnh phong sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn không có để Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông xuất thủ, hắn cũng rất muốn thử xem mình bây giờ thực lực. Chỉ thấy Tiêu Phàm trực tiếp từ cửu U Ma Toan trên lưng xông tới, một cước giẫm đến cửu U Ma Toan ngao ngao kêu to. Trong lòng đem Tiêu Phàm tức giận mắng 100 lần. Tốc độ của hai người rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, quyền cương liền đụng vào nhau. Oanh, một tiếng thanh thúy kinh thiên nổ vang, lấy quyền của hai người cương làm trung tâm, sinh ra từng đạo gió lốc, giống như tuyệt thế phong nhận một dạng cắt hư không. Hư không loạn lưu bắn ra bốn phía, đem hai người đều bao vây đi vào. Chặn lại, U Ma kinh ngạc, đám người cũng là cực kỳ chấn động. Lúc này mới bao lâu, Tiêu Phàm không phải vừa mới đột phá thánh đế cảnh, hơn 10 ngày trước mới qua thánh đế kiếp sao? Làm sao bây giờ lại có thể cùng thánh đế cảnh đỉnh phong cứng đối cứng? Bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm mười mấy ngày nay trải qua sự tình, tuyệt đối có thể xưng là cửu tử nhất sinh, bất quá thu hoạch cũng là to lớn. Sau một khắc, để đám người trợn mắt hốc mồm sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia hắc sắc chiến giáp nam tử thân thể bỗng bay ngược mà ra, trong miệng thổ huyết không ngừng, một cánh tay của hắn nổ tung, máu tươi nhiễm đỏ chiến giáp, bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Hoang nhị tổ thấy thế, trên người bộc phát ra sát khí lạnh lẽo, không chút do dự nhào về phía Tiêu Phàm. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm lại không có cùng hoang nhị tổ chống lại ý tứ, hắn nhục thể cùng thánh đế cảnh đỉnh phong một trận chiến, còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng là cùng bán bộ thánh tôn cảnh so sánh, vẫn còn có chút không bằng. Dù sao, bán bộ thánh tôn cảnh, đã bắt đầu thử nghiệm khí số nhập thể, xa so với khí số thối thể nhục thân, không muốn biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Hoang nhị tổ nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng chớ trách ta. Chỉ là, làm bàn tay của hắn sắp bắt lấy Tiêu Phàm cổ thời khắc, một đạo hắc ảnh đột ngột trải qua. Xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Thật nhanh, Hoang nhị tổ trong lòng kinh hãi, hắn người cũng là sai kinh ngạc không thôi, không khỏi vuốt vuốt hai mắt, bọn họ căn bản không biết Tiêu Phàm trước người đạo thân ảnh kia là như thế nào xuất hiện. Loại kia tốc độ, nhất định chính là thuấn di. Hoang nhị tổ thầm nghĩ trong lòng không tốt, trước tiên nghĩ tới là lui lại, có thể một cái tay, lại là đã bóp cổ của hắn. Đồng thời, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt truyền khắp toàn thân, Hoang nhị tổ liền hô hấp đều trở nên ngạt thở lên.
Thánh tôn cảnh, Hoàng nhị tổ trong lòng kinh khủng, hắn biết rõ chân chính thánh tôn cảnh khủng bố, hắn cái này bán bộ thánh tôn cảnh, gần như không có khả năng là đối thủ. Thế nhưng là, vô tận cổ cương tại sao có thể có thánh tôn cảnh? Không nói hắn nghĩ không hiểu, man hoang cổ cương những người khác, cũng tất cả đều nghĩ không hiểu. Phàm nhi, người này xử lý như thế nào? Tiêu Trường Phong lơ đễnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hắn đối vô tận cổ cương cùng man hoang cổ cương ân oán không phải đặc biệt biết, nhờ vậy mới không có trước tiên giết Hoàng nhị tổ. Phế a, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, nói gọi là một cái hời hợt. Nhưng lời này nghe vào Hoàng nhị tổ bọn họ trong tai, lại là còn dường như sấm sét, chấn động đến một loại man hoang cổ cương tu sĩ tê cả da đầu. A à, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn tại mọi người bên tai. Lại là Hoang nhị tổ trên mặt lộ ra thống khổ, trong miệng máu tươi cuồng phún. Trong cơ thể hắn đan điền nguyên lực biển phá toái, nguyên lực bị đánh tan ra. Tê một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, đám người chỉ cảm thấy lạnh từ đầu tới chân ngọn nguồn. Đây chính là bán bộ thánh tôn cảnh A, nói phế liền phế, một điểm do dự ý tứ đều không có. U ma và vô tận thần phủ tu sĩ thở sâu, thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái. Bọn họ cảm giác trước mắt Tiêu Phàm đột nhiên trở nên hết sức lạ lẫm, không thể nghi ngờ, cũng càng thêm cường đại. Vậy những người này đây, cũng phế, nhưng mà, Tiêu Trường Phong lại tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, ngẩng đầu nhìn nơi xa từng chiếc thần chu bên trên tu sĩ nói. Tiêu Trường Phong lời nói thở ơ, nhưng đối diện man hoang cổ cương tu sĩ lại là dọa đến kém chút đứng không vững, ngã trên mặt đất. Bọn họ khí thế hùng hổ tới nơi này, muốn tìm được bọn họ Hoang gia tam tổ Hoang Nguyên Cực. Nhưng kết quả là, vừa mới bước vào vô tận thần vực, liền Hoang Nguyên Cực hình bóng cũng không thấy, Hoang gia nhị tổ liền bị phế. Tiếp xuống bọn họ những người này cũng có khả năng bị giết chết, cái này khiến bọn họ làm sao không sợ hãi đây. Tiêu Phàm nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn lúc này, nhìn ra đầu mọi người run lên, rất nhiều người vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem Tiêu Phàm. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới liệt tổ cười nói, ta vô tận thần phủ không phải còn thiếu người sao? Nguyện ý thần phục liền lưu một cái mạng, không nguyện ý thần phục, vậy liền giết, giữ lại cũng lãng phí lương thực. Tiêu Phàm lời nói rất bình tĩnh, lại sát ý lạnh lẽo, nghe được man hoang cổ cương tu sĩ tim mật phát lạnh. Nhất là Tiêu Phàm cái kia phong khinh vân đạm nụ cười, tựa như giết bọn hắn mấy ngàn người, chỉ là một kiện rất chuyện tầm thường mà thôi. Nói thật, ở trong mắt Tiêu Phàm, mấy ngàn cái mạng, hơn nữa còn là địch nhân mệnh, thật đúng là không tính là gì. Đừng nói mấy ngàn người, chính là mấy vạn người, mấy chục vạn người, nếu như muốn đối vô tận thần phủ bất lợi, Tiêu Phàm cũng giết không tha. Có phía trước uy hiếp, những người này nơi nào còn dám phản kháng, bất quá, cũng có một chút thánh đế cảnh cường giả không nguyện ý thần phục, thừa dịp Tiêu Phàm bọn họ không chú ý muốn chạy trốn. Tiêu Phàm cũng không nương tay. Có Túy Ông cùng Tiêu Trường Phong ở, bọn họ muốn chạy trốn cũng khó khăn, những người kia tất cả đều bị bắt sống trở về, nhét vào những cái kia thần phục thân người trước. Hắn đại khái số một lần, có cốt khí cũng liền đại khái khoảng 100 người, hơn nữa cũng là cao giai tu vi, trong đó thánh đế cảnh đều có mười mấy. Còn dư lại, cũng cơ bản cũng là Hoang gia người. Hoang gia cùng Tiêu Phàm vốn là tử địch, cơ hồ đến không chết không thôi cấp độ. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới buông tha Hoang gia người. Hắn lại khiến người khác chỉ ra còn dư lại Hoang gia tu sĩ, Hoang gia người dòng dã nhiều đến chừng 300 người. Tiêu Phàm để ba cái này bách nhân chạm thành một loạt, quỳ trên mặt đất, hơn nữa toàn bộ phong ấn tu vi, đừng nói phản kháng, chính là đứng lên cũng là vấn đề. Để cho ta nhìn thấy các ngươi thành ý, hiện tại, các ngươi lên đi đem bọn hắn giết. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống quan sát. Thần sắc lãnh đạm nói ra. Ở trong tay của hắn, cầm một mai ký ức thủy tinh, tựa như muốn đem sắp phát sinh một màn này cho ghi chép lại. Cái kia mấy ngàn người con ngươi co rụt lại, những người này đều là chân chính Hoang gia người A, nếu như giết bọn hắn, chẳng phải là triệt để cùng Hoang gia không chết không thôi. Nhiều người như vậy bị buộc phản bội Hoang gia, có lẽ Hoang gia còn sẽ không đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu như giết Hoang gia người, Hoang gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, thậm chí, bọn họ lưu tại man hoang cổ cương thân bằng hảo hữu cũng sẽ gặp nạn. Giờ khắc này, đám người lúc này mới ý thức được,
Tiêu Phàm căn bản không có hảo tâm như vậy. Đã các ngươi muốn đầu hàng, có thể, vậy thì phải cùng Hoang gia triệt để phân rõ giới hạn. Mà bây giờ, thì có một cái phân rõ giới hạn cơ hội, liền nhìn bọn họ có quý trọng hay không. Tiêu Phàm dùng ký ức thủy tinh ghi lại từng cảnh tượng ấy, coi như bọn họ về sau nghĩ đục nước béo cò đều rất không có khả năng. Một khi phản bội Tiêu Phàm chỉ cần hắn cái này ký ức thủy tinh phát ra ngoài, căn bản không cần Tiêu Phàm giết bọn hắn, Hoang gia liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta tính thời gian ba cái hô hấp, ba hơi về sau, nếu như còn chưa động thủ, một tên cũng không để lại, thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, chưa từng động thủ người, giết không tha. Tiêu Phàm ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, trong lòng chưa từng nổi lên một điểm gợn sóng. Đối đãi mình địch nhân, Tiêu Phàm cho tới bây giờ liền sẽ không nương tay, trước kia sẽ không, hiện tại càng thêm sẽ không. Hắn hiện tại, nhưng là muốn vì toàn bộ vô tận thần phủ an nguy phụ trách. Không lập uy, chẳng phải là ai cũng cho là hắn Tiêu Phàm dễ khi dễ. Tiêu Phàm, người đừng làm quá tuyệt. Hoang nhị tổ nhìn thấy Tiêu Phàm ngõ nhỏ, không giống như là chơi giả, lập tức uy hiếp nói. Ba Tiêu Phàm căn bản không để ý Hoang nhị tổ, trực tiếp bắt đầu đếm ngược lên. Ta xem ai dám, Hoang nhị tổ trợn mắt đạp một cái, lạnh lùng nhìn phía dưới mấy ngàn tu sĩ. Hắn thân làm Hoang gia nhị tổ, tự nhiên có chút uy tín. Phía dưới tu sĩ dục dịch, bất quá vẫn như cũ không có người xuất thủ, có thể trên mặt lại là lộ ra vẻ dãy giụa. Hai, Tiêu Phàm tiếp tục đếm số thứ hai, căn bản không có kéo dài thời gian dự định, bởi vì hắn thực đã làm xong hủy diệt những người này chuẩn bị, mà không phải đang nói đùa. Hô, lúc này, rốt cục có người chịu không được cỗ kia áp lực, thân hình tiến lên, một chưởng hung hăng chém giết trong đó một cái Hoang gia tu sĩ. Hỗn trướng, Hoang nhị tổ gào thét, tức giận hướng về tu sĩ kia. Hoang nhị tổ, thuộc hạ vì Hoang gia kính dâng nhiều năm như vậy, đã không nợ Hoang gia cái gì, ta không muốn chết. Người kia thở sâu, nghĩa chính ngôn từ nói. Hô hô, lúc này, những người khác cũng nhao nhao xông tới. Bắt đầu đổ sát Hoang gia người. Tiêu Phàm thế nhưng là nói, thời gian uống cạn nửa chén trà sau đó, nếu như còn có người chưa từng động thủ, vậy liền giết không tha. Khi bọn hắn cũng không muốn chết, dù sao không giết Hoang gia người cũng là chết, giết còn chưa hẳn sẽ chết, chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Huống chi, nhiều người như vậy động thủ, cái gọi là pháp không trách chúng. Hoang gia cũng không khả năng tìm bọn hắn từng bước thanh toán. Mấy ngàn người chen lấn xông đi lên, chỉ hận Hoang gia quá ít người, chỉ có 300 người, căn bản không đủ bọn họ giết. Vẻn vẹn mấy chục giây thời gian, hơn 300 cái Hoang gia tu sĩ, liền bị những người này chém giết hầu như không còn. Nhưng mà những người khác cũng không đình chỉ, bọn họ bắt đầu tiên thi, Hoang gia hơn 300 người, bị oanh hoàn toàn thay đổi, biến thành từng đống cục thịt. Lúc này, nơi xa không ít người đuổi tới, nhìn thấy một màn trước mắt, toàn bộ cũng cau mày lên, không dám tới gần. Phàm Nhi, có phải hay không có hơi quá? Tiêu Trường Phong suy nghĩ một chút nói. Giết người bất quá đầu chạm đất, muốn bọn họ chết, trực tiếp giết là được, không cần thiết tra tấn bọn họ. Cha, nếu là chúng ta không địch lại, bọn họ dạng này ứng phó chúng ta, người cảm thấy bọn họ sẽ hay không cảm thấy quá phận, cảm thấy tàn khốc. Tiêu Phàm ngẩng đầu cười nói. Không đợi Tiêu Trường Phong mở miệng, Tiêu Phàm nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Hoang nhị tổ nói, bọn họ sẽ không, bởi vì bọn hắn chỉ muốn giết chúng ta, nhưng mà đem vô tận cổ cương hóa thành của mình, ta nói có đúng không? Tiêu Phàm, người chết không yên lành. Hoang nhị tổ tức giận hết sức, hắn bị phế tu vi thì cũng thôi đi, đi theo hắn đi ra 300 cái Hoang gia tu sĩ, vậy mà tất cả đều chết hết. Đây đối với Hoang gia mà nói. Thế nhưng là tổn thất khổng lồ. Ngươi vẫn là hảo hảo thay Hoang gia cầu nguyện a. Tiêu Phàm lơ đến cười nói, Hoang gia, từ Hoang Nguyên Cực động thủ với ta, đối vô tận thần phủ động thủ một khắc kia trở đi, liền nhất định đi lên một con đường không có lối về. Ta nếu không chết, nhất định đem ngươi phanh thây xé xác, rút gân lột da. Hoang nhị tổ tức giận sắc mặt đỏ bừng, ngụm nước trực phún. Nếu như những người khác, nghe được ác độc như vậy lời nói. Đoán chừng đã sớm tức giận. Nhưng là Tiêu Phàm lại là trên mặt lấy nụ cười, nhìn chăm chú Hoang nhị tổ nói, cái này ngươi sợ là đợi không được, ta đây liền mang ngươi về nhà.
ta đây liền mang ngươi về nhà. Lời này, nghe vào 10 điểm ấm áp, ấm người. Nhưng giờ phút này, Hoàng Nhị Tổ nghe nói như thế, lại là khắp cả người phát lạnh, hai mắt đều suýt chút nữa thì trừng ra máu. Hắn rất muốn gào thét, có thể Tiêu Phàm trực tiếp phong ấn hắn khả năng nói chuyện. Hoàng Nhị Tổ nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, toàn thân đánh giật mình, chẳng biết tại sao, hắn dường như thấy được hoang ra máu chảy thành sông một mặt. Giờ khắc này, Hoàng Nhị Tổ lúc này mới ý thức được, bản thân có vẻ như đắc tội người không nên đắc tội. Đáng tiếc, hắn hối hận cũng đã muộn rồi. Thật lâu, Quân Nhược Hoan đám người đuổi tới, Tiêu Phàm đem còn dư lại cái này mấy ngàn người giao cho hắn xử lý. Mặc dù Tiêu Phàm không muốn giết bọn họ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, chí ít, Vô Tận Thần Phủ kiến thiết thiếu không được bọn hắn. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cũng không đi chú ý, hắn cưỡi Cửu U Ma Toan, để Túy Ông cùng Tiêu Trường Phong hai người mang theo bị phế sạch tu vi Hoang Nhị Tổ hướng về Man Hoang Cổ Thành đi. Còn có hơn một năm thời gian, Tiêu Phàm sẽ đi tham gia Thiên Hoang Thăng Thiên lễ mừng, đoán chừng thời gian rất lâu đều khó có khả năng đợi ở nhân tộc 3000 vực. Có một số việc, nên giải quyết còn phải giải quyết. Hiện tại thừa dịp hắn vẫn còn, Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông cũng đang bên người, bọn hắn thực lực miễn cưỡng trả qua phải đi, trước tiên đem những cái này ân oán trước giải quyết hết lại nói. Bằng không một khi chờ hắn rời đi, Túy Ông cùng Tiêu Trường Phong cũng không ở Vô Tận Cổ Cương, hoang gia đến lúc đó lại tìm Vô Tận Thần Phủ phiền phức, không có người nào là hoang gia đối thủ. Đương nhiên, hoang gia chỉ là một cái trong số đó. Tiến về Man Hoang Cổ Thành giải quyết hoang gia sự tình, đến lúc đó đi một chuyến Nữ Hoàng Cực Cổ Thành, giải quyết một cái cùng cơ gia ân oán. Cửu U Ma Toan tốc độ rất nhanh, chí ít không phải Tiêu Phàm có thể so sánh, ngắn ngủi số ngày, liền mang theo Tiêu Phàm đi tới Vô Tận Cổ Cương khu vực biên giới. Chờ chút, lúc này, đột nhiên một bóng người chặn lại Tiêu Phàm bọn hắn đường đi, lại là một cái toàn thân dơ bẩn, tóc tai bù xù nam tử. Ngươi là ai? Tiêu Phàm cau mày, đối phương cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác, nhưng hắn lại nhận không ra. Sư tôn, là ta. Nam tử xốc lên cái kia bẩn thỉu tóc, lộ ra một tấm coi như anh tuấn khuôn mặt, nói, sư tôn, ta đem ngươi cho ta mấy cái kia trận pháp lĩnh ngộ ra được. Bắc thần tinh hồn, Tiêu Phàm biểu tình kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại ở chỗ này đụng tới Bắc thần tinh hồn. Gia hỏa này. Hình như là từ Man Hoang Cổ Cương phương hướng chạy tới a. Chờ chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiêu Phàm sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi hơi kinh dị nói. Sư tôn cho ta ba cái trận pháp, ta tất cả đều lĩnh ngộ, ta đây liền bố trí cho sư tôn nhìn xem. Bắc thần tinh hồn vẻ mặt kích động nói. Chỉ cần hoàn thành Tiêu Phàm khảo nghiệm, là hắn có thể đủ bái Tiêu Phàm vi sư. Có lẽ, mình muốn vượt qua Bắc thần vọng cổ hy vọng. Liền ở Tiêu Phàm trên người. Người tất cả đều lĩnh ngộ, Tiêu Phàm thực hơi kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ, lúc trước Bắc thần tinh hồn nghĩ bái hắn làm thầy, bản thân không muốn bị Bắc thần tinh hồn dây dưa, cho nên tùy ý cho hắn ba cái chuẩn tôn giai trận pháp. Thứ nhất là nghĩ làm khó một lần Bắc thần tinh hồn, thứ hai cũng là thoát khỏi Bắc thần tinh hồn dây dưa. Dù sao, Bắc thần tinh hồn lúc ấy chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, ba cái chuẩn tôn giai trận pháp. Đừng nói 2 năm qua, chính là 20 năm, hắn cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Bắc thần tinh hồn vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, đem ba cái kia chuẩn tôn giai trận pháp hiểu rõ. Hơn nữa chiếu hắn ý tứ, hắn mình đã có thể bố trí ra. Là, ta đây liền. Bắc thần tinh hồn nóng lòng biểu hiện, lần này có thể bái Tiêu Phàm vi sư cơ hội, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Chờ một chút, không đợi Bắc thần tinh hồn nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, nói ta hiện tại không có thời gian, muốn đi hoang gia một chuyến. Hoang gia dám khó xử sư tôn, bây giờ đồ nhi trận pháp có thành tựu, liền giúp sư tôn đi giáo huấn bọn họ. Bắc thần tinh hồn nịnh nọt cười nói. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Bắc thần tinh hồn, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nghiền ngẫm cười nói, ngươi thật muốn đi. Bắc thần tinh hồn run lên trong lòng. Bất quá vẫn là cắn răng nói có, nếu như diệt hoang gia có thể cho sư tôn xuất khí, ta đây liền đi diệt hoang gia. Diệt hoang gia, Tiêu Phàm lắc đầu, đừng nói Bắc thần tinh hồn không có thực lực này,
coi như hắn thật sự có, đoán chừng cũng không dám tùy tiện đi làm. Cho dù là hắn Tiêu Phàm, hiện tại đi man hoang cổ thành, cũng không phải là vì hủy diệt hoang gia, mà là tìm hoang gia phiền phức, đại sát một trận mà thôi. Nhưng nếu là thật sự muốn tiêu diệt hoang gia, động hoang gia phía sau một ít người lợi ích, đến lúc đó xui xẻo còn là chính hắn. Đã như vậy, người đi theo ta đi. Tiêu Phàm cho Túy Ông một ánh mắt, để bọn hắn mang lên Bắc Thần Tinh Hồn. Bắc Thần Tinh Hồn mặt ngoài 10 điểm bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là tâm thần bất định hết sức. Tiêu Phàm hắn sẽ không thực muốn đi diệt hoang gia a, ta đây cánh tay nhỏ bắp chân, ở đâu là hoang gia đối thủ. Lại nói, hoang gia cũng không phải tốt như vậy diệt. Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm thần văn tạo nghệ, Bắc Thần Tinh Hồn con ngươi lại trở nên vô cùng kiên định, hắn tin tưởng. Chỉ cần đi theo Tiêu Phàm, bản thân sớm muộn sẽ vượt qua Bắc Thần vọng cổ ngày đó. Mấy ngày sau, man hoang cổ thành bên ngoài. Tiêu Phàm một chuyến xuất hiện ở man hoang cổ thành không trung, mấy người lăng không mà đứng, quan sát cả tòa man hoang cổ thành. Thật lớn một tòa thành trì, thái cổ thần giới quả nhiên xa không phải cửu u địa ngục có thể so sánh, bậc này nội tình, càng thâm hậu hơn. Tiêu Trường Phong không khỏi cảm thán nói. Bọn họ mặc dù cũng đã gặp không ít thành trì lớn, nhưng không có man hoang cổ thành loại này nặng nề mà tang thương tuế nguyệt cảm giác. Phàm Nhi khai sáng vô tận thần vực, có thể so sánh cái này muốn cuồn cuộn cùng đại khí rất nhiều. Túy Ông trêu ghẹo cười nói. Vô tận thần vực, một thành chính là một vực, phạm vi tương đương với tầm thường vực bách vực, xác thực so man hoang cổ thành còn muốn đại khí mấy phần. Tiêu Trường Phong cười không nói. Hắn nội tâm tự nhiên cũng vì bản thân có con trai như vậy mà tự hào. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Trường Phong ngắm nhìn man hoang cổ thành chỗ sâu, thử hỏi nói, là xông vào đi, vẫn là làm sao? Ta Tiêu Phàm nếu đã tới, vậy thì phải đường đường chân chính đến, nhưng không biết hướng hoang ra đám kia nhát gan bọn chuột nhắt một dạng. Tiêu Phàm tử giao cười một tiếng. Là dạng này sao? Túy Ông bĩu môi. Nếu như Tiêu Phàm thực như thế quang minh chính đại, cái kia cũng sẽ không để Bắc Thần Tinh Hồn đi trong bóng tối dở trò. Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, hai cỗ khí tức mạnh mẽ từ hắn và cửu U Ma Toan trên người tản ra, hai người không chút kiêng kỵ hướng về man hoang cổ thành chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Thánh đế cảnh uy áp phóng thích, những nơi đi qua, cung điện nhao nhao sụp đổ, bụi bặm vẩy ra, tiếng kêu sợ hãi không dứt. Tiêu Phàm không có đại khai sát giới. Chỉ là khí thế dọa người mà thôi, bằng không mà nói, man hoang cổ thành đoán chừng đã sớm máu chảy thành sông. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm dẫn theo hoang gia nhị tổ trực tiếp giáng lâm hoang gia phủ đệ phía trên, đưa tay một chưởng hung hăng hướng về hoang gia đập xuống mà xuống. Đám người chung quanh thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là hoang gia a, người này lại dám tới đây quấy rối. Tự tìm cái chết, mắt thấy Tiêu Phàm trưởng cương sắp rơi xuống thời khắc. Một đạo bá đạo mà tức giận thanh âm từ hoang gia phủ đệ truyền ra. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, ở man hoang cổ thành không trung vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người lực chú ý. Hai đạo trưởng cương đồng thời ở trên không nổ tung, hóa thành năng lượng cuồng bạo chấn động quét sạch tứ phía tám. Rất nhiều người kinh hãi nhìn xem hoang gia phủ đệ vị trí, ngây ra như phỗng, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Đây chính là hoang gia a. Nhân tộc năm đại đỉnh cấp gia tộc một trong, giờ phút này lại bị người công kích. Ai ăn gan hùm mật báo, vậy mà chạy tới hoang gia dương oai. Đây quả thực là chán sống rồi. Hoang gia phủ đệ vị trí, từng tòa cung điện sụp đổ, phát ra từng đợt kêu rên thanh âm, hư không bụi bặm tràn ngập, che khuất bầu trời. Tiêu Phàm một tay dẫn theo hoang gia nhị tổ lăng không mà đứng, một bên cách đó không xa đứng ở Tiêu Trường Phong, Túy Ông cùng cửu U Ma Toan. Ba người lẳng lặng đứng ở cái kia, tạm thời không có ý xuất thủ. Là nhị tổ, thả ra nhị tổ, thật là lớn gan chó, vậy mà nhục nhã nhị tổ. Giết bọn hắn, vội vàng chạy đến hoang gia tu sĩ tức giận hướng về Tiêu Phàm, hai mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa thì nhìn không được, lập tức trùng sát đi lên. Tất cả dừng tay, lúc này, một tiếng hét to vang vọng toàn trường, trong nháy mắt đem hoang gia con em sao động áp chế xuống. Chỉ thấy một cái khí thế phi phàm kim bào trung niên nam tử từ hoang gia phủ đệ bước ra, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm một dạng độ cao, thần sắc lãnh đạm hướng về Tiêu Phàm nói, Tiêu phủ chủ, người thương ta hoang gia nhị tổ, lại tới hủy ta hoang gia, là ý gì?
tổn thương Hoàng gia nhị tổ, hủy Hoàng gia. Tiêu Phàm nghe nói như thế, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn đã đại khái đoán được người trước mắt thân phận, hẳn là Hoàng gia gia chủ Hoàng Thiên Quân, không thể không bên trên, thân làm nhất đại gia chủ, quả thật có bất phàm địa phương. Liền cái này một câu nói đơn giản, liền để bản thân đứng ở đạo nghĩa chí cao, mà đem Tiêu Phàm làm một cái kẻ xâm lược, giáng chức không còn gì khác. Nếu như hai phương giao chiến, người khác có lẽ đều sẽ đứng ở Hoàng gia một phương, thay Hoàng gia nói chuyện. Ta thích, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Ngươi, Hoàng Thiên Quân sắc mặt trầm xuống, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm căn bản không theo lẽ thường ra bài. Ngươi không phải vu hãm ta tổn thương ngươi Hoàng gia lão tổ, hủy diệt Hoàng gia phủ đệ sao? Tốt a, ta thừa nhận, hơn nữa ta chính là ý này, ngươi lại có thể chịu ta như thế nào? Có ít người, vẫn cho rằng ta vô tận thần phủ có thể lấn. Không đợi Hoàng Thiên Quân mở miệng, Tiêu Phàm tiếp tục nói, một lần này đến, ta là tới nói cho những người kia, phạm ta vô tận thần phủ người, giống như người này. Nói xong, Tiêu Phàm hai tay bắt lấy Hoàng gia nhị tổ, dùng sức kéo một cái. Phốc phốc, đường đường bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, trực tiếp bị hắn cưỡng ép xé nát, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập hư không. Tề bốn phía tu sĩ thấy thế, tất cả đều hít một hơi lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung rung. Đây chính là Hoàng gia nhị tổ a, vậy mà tại Hoàng gia cửa phủ đệ bị người tại chỗ giết chóc, thần hồn câu diệt, đây cũng không phải là đơn giản đánh mặt. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, làm càn, Hoàng Thiên Quân cũng triệt để tức giận, thân làm nhất đại gia chủ khí độ còn thừa không có mấy, đưa tay chính là một trưởng hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà đến. Tiêu Phàm trước đó thử qua Hoàng gia cái kia thánh đế cảnh đỉnh phong thực lực, Hoàng Thiên Quân coi như mạnh hơn một chút. Đoán chừng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hắn tự nhiên không sợ hãi. Gần như đồng thời, hắn thân thể một trận biến hóa, bỗng nhiên biến thành một tôn tử kim sắc tu la chi thể. Đột phá thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm thuế biến kim tu la, lần nữa phát sinh thuế biến, biến thành tím kim tu la, mặc dù đồng dạng chỉ là tu la cửu biến đệ ngũ biến, nhưng uy lực lại mạnh hơn rất nhiều. Mắt thấy Hoàng Thiên Quân công kích sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm trực tiếp một quyền nghênh đón. Chỉ một thoáng, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Tiêu Phàm cùng Hoàng Thiên Quân hai quyền chạm vào nhau, Hoàng Thiên Quân nhục thân vậy mà trực tiếp nổ tung. Hoàng Thiên Quân cũng là vẻ mặt mộng bức, Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ a, nhục thân làm sao có thể như thế biến thái. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm thân thể lần nữa tới gần, Hoàng Thiên Quân nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm chính diện nhục thân va chạm, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Thân thể cực tốc lui lại. Hồng hộc, chẳng biết lúc nào, tu la kiếm đã xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm, lăng không chém một cái, một đạo thần hồng lướt qua hư không, xẹt qua Hoàng Thiên Quân cánh tay kia. Một đạo huyết kiếm bắn về phía không trung, nhiễm đỏ một mảnh hư không. Một sát na này, toàn trường câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đây chính là Hoàng gia gia chủ A, màn hoàng cổ cương bên ngoài cao cấp nhất tồn tại. Lại bị một cái hậu bối đả thương nặng. Rất nhiều người không thể tin được vuốt vuốt hai mắt, còn cho rằng mắt mình hoa. Tiêu Phàm không có tiếp tục xuất thủ, đối diện Hoàng Thiên Quân sắc mặt tái xanh hết sức, không có chút huyết sắc nào. Hắn nguyên vốn cho là mình một trưởng liền có thể tùy tiện đánh giết Tiêu Phàm, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà như thế cường hãn, chẳng lẽ nhị tổ thật là bị hắn gây thương tích. Hoàng gia đã có kia cẩu thí tam tổ cùng nhị tổ. Nghĩ đến còn có cái gì đại tổ, lão tổ A, đều cút ra đây cho ta, bổn phủ chủ cũng không có nhiều thời gian như vậy đùa với ngươi. Tiêu Phàm căm tức nhìn phía dưới Hoàng gia phủ đệ. Đưa tay chính là một kiếm, vô cùng vô tận kiếm khí hóa thành một đạo kiếm hà nổi giận chém mà ra. Hắn nhưng không có tâm tư cùng Hoàng Thiên Quân chơi cái gì đạo nghĩa, hiện tại, hắn chỉ muốn dùng nắm đấm nói chuyện. Ầm ầm. Bá đạo kiếm khí cơ hồ đem Hoàng gia phủ đệ từ giữa đó xuyên qua, một phân thành hai, không ít Hoàng gia tu sĩ chịu khổ trọng thương. Nếu như cũng đã xuất thủ, Tiêu Phàm không ngại nháo long trời lỡ đất, người Hoàng gia không tuân thủ quy tắc trò chơi, vậy cũng đừng trách hắn Tiêu Phàm cũng không quan tâm quy tắc trò chơi. Tiêu Phàm, dừng tay, ngươi giết ta Hoàng gia nhị tổ, cùng tam tổ, còn chưa đủ nhường ngươi phát tiết lửa giận sao? Một tiếng quát như sấm từ phía dưới truyền đến. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo quen thuộc thanh âm,
chính là Hoang Vô Lân. Không đủ, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, nếu không phải lúc trước Ngọc Kỳ Tử cử hành một trận thiên tài tiệc trà, Tiêu Phàm đối Hoang Vô Lân coi như có chút hảo cảm, đoán chừng đã sớm một kiếm chém đi tới. Về phần giết Hoang Nguyên Cực cùng Hoang Nhị Tổ, liền muốn nhường hắn Tiêu Phàm lắng lại lửa giận trong lòng, vậy cơ hồ là không thể nào. Nếu là lửa giận của hắn dễ dàng như vậy lắng lại, vậy hắn cũng không cần cố ý đi một chuyến Man Hoang Cổ Thành. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm lại là một kiếm chém xuống, một bộ không đem Hoang Gia Lão Bất Tử bước đi ra, liền thề không bỏ qua bộ dáng. Hắn ngược lại muốn xem, Hoang Gia có thể chúa tể vô số nhân tộc tu sĩ, đến cùng bằng vào là cái gì? Một điểm dung người chi tâm cũng không có đại gia tộc, ở Tiêu Phàm xem ra, căn bản không có bất kỳ tác dụng, nhất định chính là nhân tộc côn trùng có hại. Tiêu Phàm, người thật sự cho rằng ta Hoang Gia sợ ngươi, nếu không phải lão tổ. Hoang Vô Lân bên cạnh Hoang Vô Cương hai mắt đỏ bừng như máu, tức giận gào thét, hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Chỉ là không đợi hắn nói xong, hư không lại là vang lên một giọng già nua, đủ rồi. Ngắn ngủi hai chữ, nghe vào 10 điểm bình tĩnh, lại là ẩn chứa thiên địa chi uy, Tiêu Phàm chém xuống kiếm khí, ở hai chữ này nói ra về sau, bỗng bạo tán mà ra, lực lượng tiêu tán thành vô hình. Tiêu Phàm càng là cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ đập vào mặt, thân hình lùi lại mấy bước. Trong mắt của hắn bên trong, lại là có một đạo còng xuống thân ảnh chậm rãi hiện lên, dường như từ khác một phiến thời không đến. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn cách đó không xa còng xuống thân ảnh, không khỏi nhíu mày. Đó là một cái lão giả già nua, ăn mặc vải thô áo xám, khí tức trên thân 10 điểm nhỏ yếu, giống như một sợi sắp tắt ngọn lửa, không có bất kỳ cái gì uy thế. Trên mặt nếp uốn không chịu nổi, hai mắt hãm sâu hốc mắt, đục ngầu vô thần, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Nhưng Tiêu Phàm cũng không dám xem thường hắn, vừa mới chính là cái này cực kỳ cái tầm thường lão nhân, tùy tiện tầm đó xóa đi kiếm khí của hắn công kích. Bán bộ thánh tôn cảnh, hay là thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, trong lòng trong lúc nhất thời có chút bồn chồn lên. Chí ít, bằng chính hắn, là không thể nào thắng nổi lão giả này. Thánh tôn cảnh, cẩn thận một chút, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bên tai vang lên Tiêu Trường Phong thanh âm. Quả nhiên, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, bất quá cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, Tiêu Trường Phong tất nhiên chỉ là nhắc nhở hắn, giải thích còn đang bọn họ phạm vi khống chế. Bằng không mà nói, cha hắn đã sớm nắm lấy hắn liền chạy trốn. Tiêu Phàm dư quang lại đảo qua mặt khác Hoang Gia người, lại là đại bộ phận Hoang Gia người vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ những người này căn bản không biết cái này lão giả tồn tại? Chẳng qua là khi hắn dư quang rơi vào Hoang Thiên Quân cùng Hoang Vô Cương trên người lúc, phát hiện hai người chính vẻ mặt kính sợ nhìn xem lão giả lưng còng, mà nhìn Tiêu Phàm ánh mắt lại giống như nhìn một người chết. Khó trách bọn hắn hai cha con tự tin như vậy, một cái thánh tôn cảnh cường giả, nếu là đặt ở bình thường, cũng xác thực đủ để bảo Hoang gia không lo. Về phần hiện tại, tiểu bối, cần gì hùng hổ dọa người, Hoang gia tổn thất, đã đủ để tan đi ngươi lửa giận trong lòng. Đột nhiên, lão giả lưng còng mở miệng. Khàn khàn mà thanh âm trầm thấp kéo về Tiêu Phàm suy nghĩ, Tiêu Phàm không nghĩ tới, cái này lão giả lưng còng vậy mà cũng lựa chọn thỏa hiệp. Chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra cha mình và lão sư Tu Vi? Thế nhưng là, Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông hai người rõ ràng không có hiển lộ bất kỳ khí tức gì a. Lão giả lưng còng hẳn là phân biệt không ra thực lực của hai người bọn họ mới đúng. Tiếp xuống Tiêu Trường Phong lời nói, lại là tiêu trừ Tiêu Phàm trong lòng nghi ngờ. Người này tuy là thánh tôn cảnh, nhưng chỉ là hạ phẩm thánh tôn, hơn nữa huyết khí bại hoại, hắn cảm nhận được cửu u ma toan khí tức trên thân, tự nhiên không dám cùng ngươi ngạnh bính. Tiêu Trường Phong nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, trong bóng tối cho hắn truyền âm nói. Huyết khí bại hoại. Tiêu Phàm thoải mái, trước mắt lão giả lưng còng, đã tiếp cận thiên nhân ngũ suy, đừng nói chiến đấu, chính là bình thường sinh hoạt, đều sống không được bao lâu. Một khi cùng cửu U Ma Toan động thủ, hắn vẫn là cơ hội rất lớn. Cũng không phải hắn sợ chết, mà là coi như Hoang gia nội tình một dạng tồn tại, tự nhiên là không dám đánh cược. Nếu như hắn chết, Hoang gia đoán chừng cũng sẽ gặp cực lớn trọng thương. Chiếu các ngươi logic. Vậy ta đem Hoang gia người đều giết sạch, sau đó cho mấy con A Miêu A Cẩu cho các ngươi phát tiết, liền có thể xóa bỏ.
Tiêu Phàm cười khẩy. Cái này Hoang gia người sắp chết đến nơi, lại còn kiêu ngạo như thế, tự cho là đúng. Thật sự cho rằng Hoang gia có thể vĩnh viễn không ngã sao? Vô tận thần phủ lúc nhỏ yếu, Hoang gia có thể trắng trợn đồ sát, muốn như thế nào vân vê giống như gì vân vê. Hiện nay, vô tận thần phủ cường đại, Hoang gia chết tầm 2-3 người, liền muốn để vô tận thần phủ đình chiến. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Chấm than, hiện tại, cường đại là vô tận thần phủ, quyền nói chuyện hẳn là giữ tại hắn Tiêu Phàm trong tay. Lão giả lưng còng nghe vậy, đục ngầu con người bỗng hiện lên một đạo tinh quang, khí huyết trên người từng có trong nháy mắt nở rộ, bất quá vẻn vẹn hô hấp không tới thời gian, hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, dường như mọi thứ đều là mộng ảo. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lão giả lưng còng biết rõ, Tiêu Phàm là không thể nào làm tốt. Nhỏ yếu liền muốn bị đánh, nắm tay người nào lớn, ai mà nói mới có đạo lý, đây chính là ngươi Hoang gia dạy ta. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Có đúng không? Lão giả lưng còng âm trầm lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng hóa thành một đạo hắc ảnh tại chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, một cái gầy khô như que củi bàn tay hướng về cổ của hắn chộp tới. Tiêu Phàm hiển nhiên cũng không nghĩ đến đối phương chào hỏi không đánh liền xuất thủ, nếu là những người khác, đoán chừng chỉ có rơi vào lão giả lưng còng trong tay loại khả năng này. Nhưng là Tiêu Phàm, lại là không chút hoang mang, thánh tôn cảnh lực lượng linh hồn giống như một mảnh cuồn cuộn đồng dạng khuếch tán, bay thẳng lão giả lưng còng não hải. Lão giả lưng còng thân hình run lên, hắn trợn to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm trắng bạch. Hắn mặc dù cũng là hạ phẩm thánh tôn, nhưng hắn khí huyết đã bại hoại, linh hồn chi lực cũng bắt đầu suy yếu, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Bất quá, lão giả lưng còng vẫn không có từ bỏ, nghiến răng nghiến lợi thẳng hướng Tiêu Phàm. Chỉ là, sau một khắc, hắn liền không chỉ là kinh ngạc, mà là sợ hãi. Tiêu Phàm sau lưng Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông hai người nhìn thấy lão giả lưng còng xuất thủ. Hai người đồng thời chán phóng cường đại lực lượng linh hồn, phô thiên cái địa uy áp mà ra. Oanh, lão giả lưng còng chỉ cảm thấy đầu kém chút nổ tung, cái kia nổ tính lực lượng linh hồn, càng là kém chút vỡ nát hư không, bốn phía không ít tu sĩ, kêu thảm một tiếng, liền hướng lấy hư không rơi xuống đi. Phốc, lão giả lưng còng cắn chót lưỡi, cưỡng ép kích phát bản thân lực lượng linh hồn, lúc này mới cưỡng ép ổn định linh hồn bất diệt. Hắn nơi nào còn dám tới gần Tiêu Phàm, vội vàng hướng phía sau thối lui, khóe miệng còn tràn ra từng tia máu tươi, sắc mặt nhìn qua trắng bạch đến cực điểm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Đại tổ, Hoang Thiên Quân cùng Hoang Vô Cương thấy thế, hai người kinh hãi uống một tiếng, nhanh chóng xông tới, đỡ lấy lão giả lưng còng. Đại tổ, Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được, nhưng vẫn như cũ kinh hãi không thôi, cái này Hoang gia nội tình quả nhiên có chút đáng sợ. Vậy mà tồn tại chân chính thánh tôn cảnh cường giả. Nếu như không phải lần này tiến về Cửu U địa ngục, may mắn lộ ra Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông, cái kia vô tận cổ cương thật vẫn có khả năng rơi vào Hoang gia cùng Cơ gia trong tay. Hoang gia đại tổ tránh thoát Hoang Thiên Quân cùng Hoang Vô Cương cánh tay, cưỡng ép khôi phục mấy phần huyết khí cùng lực lượng linh hồn, lăng không mà đứng. Trầm mặc nửa ngày, hắn lúc này mới lên tiếng nói, "Tiểu Hữu, hai đại cổ cương ân oán, ngươi làm sao mới nguyện ý buông xuống?" Buông xuống ân oán, bốn phía tu sĩ tất cả đều lộ ra kinh ngạc, màn hoàng cổ cương đây là muốn hướng vô tận cổ cương cúi đầu sao? Đại tổ, Hoang Vô Cương cái thứ nhất không nguyện ý. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, lời còn sót lại liền bị Hoang gia đại tổ một ánh mắt trừng trở về. Người khác có lẽ không biết Hoang gia đại tổ cúi đầu nguyên nhân, nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng, vừa rồi một sát na kia, hắn đã cảm nhận được Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông thực lực. Đây chính là hai cái thánh tôn cảnh A, hoàn toàn có thể tùy tiện hủy diệt Hoang gia. Buồn cười chính là, hắn còn muốn ở hai cái thánh tôn cảnh không coi vào đâu bắt lấy Tiêu Phàm, hung hăng cho Tiêu Phàm một bài học. Cũng may Tiêu Phàm không có cái gì tổn thương, bằng không mà nói, Hoang gia có lẽ thực sự bỏ ra giá cao thảm trọng. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Hoang gia đại tộc như thế quyết đoán, như vậy thì nhận túng. Khuất phục, hiện tại hắn ngược lại không biết làm sao để Hoang gia trả giá thật lớn. Hắn sờ lên cằm, trong đầu nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói, muốn cho Tiêu Mỗ buông xuống ân oán cũng được,
chỉ cần các ngươi đáp ứng hai chuyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 179.